Ok, xin chào các anh chị nhà đầu tư nha. Thì cũng khá là lâu rồi thì Sơn mới làm lại cái livestream về thị trường. Thì thị trường thì nhìn chung thì cái giai đoạn này thì Sơn thấy nó không có tốt lắm, nên là cũng muốn làm livestream để mà hỗ trợ cho các anh chị thôi, để mà giúp cho anh chị là có thể là tránh được những cái rủi ro trong giai đoạn hiện tại. Tại vì thị trường giai đoạn này thì em thấy thì nó khá là rủi ro, tại vì sau một cái giai đoạn tăng mạnh đấy, từ vùng 650 điểm tạo đáy thì chúng ta thấy là thị trường đã tăng lên gần 900 điểm rồi, tức là khoảng 250 điểm rồi đấy. Thì cái khối lượng á, chúng ta thấy nếu mà quan sát về cái khối lượng thì chúng ta thấy là khối lượng ở vùng đỉnh này rất là lớn đấy, nên là có một cái lượng lớn cổ phiếu đã được nhà đầu tư lớn họ chốt lại vùng này đấy. Thì lý do là cái khối lượng lớn là nó chỉ có cái hoạt động chốt lời thôi đấy, hoạt động phân phối nó diễn ra thì chúng ta mới thấy là nó khối lượng nó lớn như vậy nha. Còn hiện tại thì chúng ta thấy trong những cái đoạn vừa rồi thì thị trường nó có điều chỉnh đúng không, điều chỉnh nhưng mà nó giảm, nhưng mà cái mức độ của chúng ta thấy thì nó cũng là nó chưa đến đến quá mức như là cái giai đoạn rơi do cái giai đoạn mà tháng 2, tháng 3 đó, rơi vô cái dịch Covid đó, thì chúng ta thấy là nó không đến đến mức nó rơi như thế này. Nhưng mà chúng ta thấy là đoạn này thì nó đang rơi kiểu từ từ, thì chúng ta thấy là nó như là một cái gọi là giống như là gọi là tài khoản chúng ta nó cứ bị mòn dần, tức là nó không đến mức là nó rơi và nó mất thanh khoản hoặc là nó sàn đấy như giai đoạn trước. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta thấy là tài khoản chúng ta cứ là nó tài sản chúng ta là nếu mà chúng ta cứ ôm cổ phiếu thì chúng ta giai đoạn này chúng ta sẽ thấy là nó sẽ giảm dần nha, giảm dần đấy, tức là có những cái phiên có những cái nhịp hồi phục như thế này đấy, sau khi rơi mạnh thì nó có những cái nhịp hồi phục như thế này, nhưng mà nó không đủ để mà giúp cho tài khoản chúng ta là có lãi trở lại. Thì bắt đầu là đấy, sau cái giai đoạn mà tăng mạnh đấy, thị trường toàn màu hồng không đấy, nhà đầu tư mới tham gia vào thì ai cũng có lãi, thì bắt đầu cái giai đoạn này thì chúng ta thấy là bắt đầu khó đúng không, và bắt đầu là xuất hiện những cái thua lỗ rồi. Bắt đầu có cái hiện tượng là phải cắt lỗ rồi đấy. Chúng ta thì chúng ta thấy cái phiên ngày hôm nay á, thị trường nó hồi phục á, thì cũng có hồi phục, nhưng mà cái thanh khoản chúng ta thấy là nó khá là thấp nha, khá là thấp. Thì nó điều đó thể hiện điều gì, thì cho thấy là cái dòng tiền vào thị trường thì nó không còn mạnh như cái giai đoạn trước nha, nó không còn mạnh như giai đoạn trước. Thì với những cái nhịp hồi phục như thế này thì chúng ta thấy là nó sẽ có cái rủi ro khá là lớn nha, rủi ro lớn đấy, nên là hiện tại thì theo em thì chúng ta vẫn, nếu mà anh chị mà đã bán hết cổ phiếu rồi đấy thì chúng ta cũng chưa vội nên tham gia lại đâu nha, chưa vội tham gia lại, cứ là cứ đứng ngoài quan sát đi thì nó sẽ an toàn đấy. Vì chúng ta gọi chúng ta tham gia lại thì có khi chúng ta sẽ dính tiếp một cái đợt bull trap giống như cái đoạn này nha, như đoạn này đấy, thì nó sẽ sau đó nó rơi rơi đây, một cái nhịp rơi nó là mạnh hơn thì chúng ta sẽ không thoát kịp nha. Tại vì chúng ta thị trường chúng ta là T cộng 3 mà, ngày mua ngày hôm nay thì chúng ta là 2 ngày sau thì cổ phiếu mới về, nên là chúng ta không biết được là sau 2 ngày hôm nữa thì nó thị trường nó như thế nào. Mặc dù hôm nay thì chúng ta thấy là nó cũng có tích cực nha,
cũng có tích cực, nhưng mà với cái thanh khoản chúng ta thấy là dòng tiền đi vào thị trường nó không có nha. Thì chúng ta thấy là khi một cái thị trường xu hướng uptrend á, tức là khi mà thị trường tăng đấy, thì cái khối lượng nó cũng phải đồng pha nha. Đồng pha tức là giá tăng thì khối lượng cũng phải tăng theo nha, thì nó là tích cực đấy. Thì giai đoạn trước chúng ta thấy nè, đấy, khối lượng đi vào nha, đấy, tăng dần đấy. Thì đến giai đoạn này bắt đầu là phân phối này, có sự phân phối này, khối lượng rất là lớn. Còn hiện tại sau khi giảm thì chúng ta thấy là đấy, giảm, mặc dù là giảm đấy, nhưng mà những cái phiên xanh thì chúng ta thấy là khối lượng nó đấy, có những phiên xanh đấy, hồi phục thì chúng ta thấy là khối lượng nó thấp dần đấy. Trong khi những cái phiên mà khối lượng bị bán này đấy, những phiên thị trường giảm đấy, khối lượng nó lại cao hơn đấy. Thì đó là cái rủi ro mà chúng ta không nên chúng ta vội tham gia nha, không nên vội tham gia. Hôm nay thì có nhiều cổ phiếu tăng cũng khá là tốt, nhưng mà chúng ta thấy là đa phần là toàn là những cổ phiếu đã bị gãy trend rồi, bắt đầu là có một cái phiên hồi thôi nha. Thì nó à, có anh chị comment là tiếng bị hơi nhỏ à. Em tăng âm lượng lên rồi nha, mọi người có nghe ok chưa? Vì lâu quá cũng không có làm cái livestream lại rồi. Bên em mở cũng ok. Đó. Thì một phiên như thế này thì chúng ta thấy là trong một cái giai đoạn mà thị trường rơi á, thì nó có nhiều cái phiên nó hồi phục đấy. Hồi phục thì rất là bình thường thôi, trong trong một cái xu hướng tăng thì nó có điều chỉnh, còn trong xu hướng giảm thì nó có hồi, thì nó rất là bình thường thôi. Kể cả giai đoạn trước khi mà thị trường rơi Covid, chúng ta thấy là cũng có những giai đoạn là đấy, có những cái phiên hồi phục, nhưng mà nó sau đó nó lại rơi mạnh hơn đấy, sau đó rơi mạnh hơn. Thì chúng ta chú ý nha, vì cái khối lượng nó không đi vào đấy. Thì giống như giai đoạn này thì chúng ta thấy là thị trường điều chỉnh này cũng với vol thấp này, đúng không? Ở giai đoạn tầm vùng 760 điểm đấy, ở ở cái nhịp điều chỉnh trước đấy, sau khi tăng mạnh đấy, tăng mạnh liên tục thì có điều chỉnh, nhưng mà chúng ta thấy là cái khối lượng này điều chỉnh thấp này, mà sau đó bắt đầu dòng tiền đi vào trở lại nha, đi vào trở lại đấy, đi vào trở lại. Còn hiện tại chúng ta thấy là cái lượng bán ra lúc nào nó cũng áp đảo cả, những cái phiên sụt giảm thì cái khối lượng bán rất là lớn, nhưng mà những phiên hồi chúng ta thấy là khối lượng đi vào nha, rất là thấp, thì cho thấy là cái dòng tiền nó không có còn mạnh nữa nha, không còn mạnh, dòng tiền có xu hướng là rút ra rồi đấy, dòng tiền lớn rút ra rồi. Thì cái thị trường thì chúng ta thấy là nó luôn có cái quy luật thôi. Nếu mà chúng ta khi mà chúng ta mua mà có lãi ấy, mua có lãi và cái dòng tiền lớn nó chưa thoát ra khỏi, thì nó luôn vận động là luân phiên, tức là nó sẽ chạy hết dòng này đến dòng kia. Ví dụ dòng chứng khoán chạy, dòng ngân hàng chạy, dòng bất động sản chạy đấy, dầu khí chạy. Nhưng mà khi mà bắt đầu là có một cái lượng chốt lời ra rồi nha, chốt lời ra rồi, cái lượng lượng tiền lớn đã thoát ra rồi, thì lúc đó chỉ còn là những cái nhà đầu tư họ bị kẹp hàng nha, kẹp hàng, mà có khi là họ sẽ không bán ngay đấy, không bán ngay mà vẫn là họ giữ. Thì khi khi những cái lượng kẹp hàng đó đấy và họ giữ, và tất nhiên là sẽ bị không còn cái sức mua nữa. Và nếu mà trên thị trường, nếu chúng ta thấy là khi nhà đầu tư lớn họ chưa vội quay lại mua, mà chỉ còn những nhà đầu tư nhỏ kẹp hàng với nhau đấy, thì có thể là nó sẽ có một cái khoảng thời gian là đấy, nó vận động như ông thấy là trồi sụp đấy, trồi sụp, nhưng mà xu hướng của nó là đi xuống nha, xu hướng vẫn đang là đi xuống. Và đến khi là cái lượng kẹp hàng đấy, tức là không kẹp lâu quá không chịu nổi, bắt đầu là thi nhau bán ra rồi, thì nó sẽ tạo thành những cái phiên giảm rất mạnh nha, vì thi nhau tháo chạy đấy, thi nhau tháo chạy, và cộng thêm những cái áp lực về con mặt xin nha, con mặt xin từ các công ty chứng khoán nha. Nên là giai đoạn này nếu mà có hồi thì em nghĩ thì nếu chúng ta còn kẹp hàng thì chúng ta tranh thủ chúng ta thoát thôi, chứ còn không nên mua mới ở thời điểm hiện tại, nó rất là rủi ro.
thì chúng ta thấy là có những cái mã cổ phiếu trong cái quý 2 này đấy đã ra những cái báo cáo kinh doanh rất là tốt, ví dụ như dòng thép là có Hòa Phát, Hoa Sen, hoặc là dòng dòng phân đạm đấy thì có đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ nha, DCM, DPM đấy, thì rất nhiều cái cổ phiếu thì cho cái kết quả kinh doanh tốt, nhưng mà ngược lại thì trên sàn thì cái giá cổ phiếu nó không tăng được nữa nha, và khi tăng thì xuất hiện những cái lực áp lực bán rất là mạnh hay áp lực chốt lời rất là lớn, nó khiến cho những cái cổ phiếu đó, mặc dù những cổ phiếu đó là những cổ phiếu kết quả kinh doanh tăng trưởng có thể gọi là hàng đầu, tại vì chúng ta thấy là do ảnh hưởng của dịch đấy, GDP suy giảm, kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng, thì tất những cái doanh nghiệp mà đã có kết quả kinh doanh tốt mà không đủ mà để mà bứt phá tiếp tục, thì những cái doanh nghiệp ở phía sau, tức là có kinh doanh kết quả kinh doanh đi ngang hoặc là giảm tốc đấy, thì sau đó công bố thì nó sẽ tạo một cái áp lực bán lên thị trường nữa, những cái báo cáo xấu ra đó chúng ta thấy áp lực nữa nha, vì không có lý do gì những cái doanh nghiệp tốt ra báo cáo tốt lợi nhuận tăng trưởng rất ấn tượng như Hòa Phát hay là những kỷ lục nhưng mà không tăng được nữa, thì những cái cổ phiếu mà yếu hơn thì nó sẽ ra báo cáo xấu đó. Tất nhiên là nó sẽ tiềm ẩn cái rủi ro về những cái nhà đầu tư đấy, thì họ thấy báo cáo ra đấy thì xấu thì bắt đầu họ thi nhau họ bán nha, nên là chúng ta phải cẩn thận như trong cái giai đoạn này. Ví dụ hôm nay là 1 tháng 7 thì từ giờ đến ngày 20 tháng 7 là giai đoạn công bố báo cáo tài chính quý 2 đấy, thì cái đó là cũng cái rủi ro chúng ta phải lưu ý, vì thị trường chúng ta thấy là nó luôn sẽ có vận động về vấn đề dòng tiền, về vấn đề về chúng ta thường hay đánh theo những anh chị mà chỉ theo thuần hơn cái kỹ thuật đúng không, thì có khi chúng ta không quan tâm về cơ bản, nhưng mà nó cơ bản nó vẫn sẽ ảnh hưởng rất là lớn đấy, đến với cái việc mà tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu nha, tức là trong một cái giai đoạn nào đó thì vấn kỹ thuật nó quyết định về cơ bản, nhưng mà xu hướng dài hạn đấy thì nó phải cơ bản nó sẽ quyết định. Ví dụ như cổ phiếu như nói là DBC chẳng hạn, ví dụ không có câu chuyện mà giá lợn tăng thì làm sao nó tăng được như vậy đúng không, mặc dù cho cái vấn đề kỹ thuật của nó đẹp như thế nào đúng không? Đấy, kỹ thuật đẹp như thế nào đấy thì không có vấn đề cơ bản về giá lợn tăng hay kết quả kinh doanh tốt thì sẽ không, những cái nhà đầu tư lớn hoặc những nhà tạo lập của cổ phiếu này họ không đẩy giá được như vậy đúng không? Thì Hòa Phát cũng vậy đó. Hòa Phát cũng vậy đúng không? Thì Hòa Phát hiện tại chúng ta thấy là cổ phiếu nó rất là mạnh ở trong cái nhóm VN30, hầu như là chỉ còn Hòa Phát là giữ được cái trend thôi, còn lại thì đều gãy hết rồi. Và trong những cái phiên như thị trường sụt giảm thì Hòa Phát cũng giữ cái sức mạnh rất là tốt. Đấy là lý do mà chúng ta, theo em là thị trường thì nó hồi một phiên như thế này thì nó cũng không nói lên điều gì đâu, vì phía trên của nó còn rất là nhiều kháng cự nha, phía trên nhiều kháng cự thì chúng ta lưu ý. Đấy. Dòng tiền mọi người thấy là cái thanh khoản đó, thanh khoản đợt trước này đấy, rất là lớn nha, rất là lớn, sau đó là đoạn này bắt đầu là mất hút thanh khoản nha, mất hút thanh khoản, nhưng mà dấu hiệu là những phiên phiên tăng điểm thì chúng ta thấy là thanh khoản nó luôn thấp hơn những phiên giảm điểm, thì đó là tín hiệu xấu. Ở đây chúng ta thấy là về kỹ thuật, ví dụ là chúng ta xem ở đây có một cái gap đúng không, cái gap đấy, thì nếu phiên ngày mai tiếp tục tăng điểm đi thì nó sẽ gặp cái kháng cự gap này đấy, kháng cự gap này đồng thời là kháng cự ở đâu, đường EMA 10 đấy, đường EMA 10 ở nhịp hồi phục trước thì chúng ta thấy là VN đã thất bại ở ngưỡng kháng cự EMA 20 đúng không, còn hiện tại là đã có một kháng cự EMA 10 tức là vùng 850 điểm này đây, và ở đây có một cái gap này 850 852 điểm đấy, đây là cái kháng cự của phiên ngày mai, kháng cự phiên ngày mai. Còn thị trường theo bao giờ thì tham gia được, thì theo em thị trường nó phải bao giờ nó vượt lại cái vùng ở trên này nha, vượt lại vùng trên này đấy, tức là vượt lại cái vùng 870 thì nó mới thể gọi là nó kết thúc cái xu hướng cái điều chỉnh này nha, kết thúc xu hướng điều chỉnh này. Còn nếu mà cứ lên xong rồi tạo những cái, ví dụ như là thấy là đang có nè, đẩy sâu, đỉnh sâu cao hơn đỉnh trước đúng không đấy, đỉnh sâu thấp hơn đỉnh trước, đó là tín hiệu xấu đấy, ví dụ hồi lên tiếp tục nha, gặp một cái kháng cự nha, chúng ta có mà đấy, vừa kháng cự ở đây vừa lên đây tiếp cái vùng 855 là kháng cự trendline
Đây, chúng ta kẻ cái trên line này đúng không, kháng cự trên line này thì nó cũng là một cái ngưỡng tâm lý thôi. Đấy. Thì nó có khá nhiều kháng cự thì tốt nhất thì theo em thì nó phải vượt được cái vùng 8 đây, ví dụ ở đây là có MA 20 8663 này, đây đến 870 nó vượt, tốt nhất là nó phải vượt chúng ta cái đỉnh này thì chúng ta lúc thị trường mới ổn thì mới nên xem xét cái việc mua vào nha. Xem xét mua vào. Còn hiện tại giờ có tín hiệu thì hồi chúng ta là nên ưu tiên bán hơn nha, hồi bán. Đừng để thị trường nó rơi sâu quá thì chúng ta lúc đó chúng ta bán thì nó lại quá muộn rồi. Đây, ví dụ nó giảm về những cái vùng như thế này, 780 đến 800 thì đấy cái vùng có thể là set up cho một cái sóng mới, rồi cái vùng họ sẽ gom hàng lại. Nhưng chúng ta để rơi sâu quá thì lúc mà nó bán thì nó cái thiệt hại nó sẽ nặng hơn nha. Anh chị có thể chú ý đấy, quan điểm của em thì nó phải vượt lại cái vùng trên này thì chúng ta chơi tiếp, còn không thì thôi. Thì trong chứng đầu tư thì chúng ta không nên lúc nào trong tài khoản cũng phải có cổ phiếu à, mà cứ con sóng lớn nhỏ gì ngày nào chúng ta cũng phải mua mua bán thì nó sẽ không có hiệu quả đâu. Thì em thấy là qua một thời gian đầu tư cũng phải 7-8 năm rồi, một thời gian làm môi giới rồi cũng vài năm rồi, thì em nhận ra là những người mà tham gia đấy, tức là vào một con sóng xong đi ra đấy chốt lãi đứng ngoài thì giữ được tiền, còn hầu như những nhà đầu tư cứ ngày nào cũng mua mua bán thì cuối cùng rút lại thì sẽ không có lợi nhuận đâu, không có lợi nhuận. Vì ăn được sóng này thì sẽ trả lại ở một cái sóng giảm khác nha, ăn được một sóng lên thì sẽ trả lại ở một sóng giảm khác đấy. Vì cái tâm lý là lúc nào cũng phải có cổ phiếu, lúc nào cũng phải tham gia, vì cứ hiệu gọi là hiệu ứng mà sợ mất cơ hội nha. Ví dụ thì vừa bán xong cắt lỗ xong thấy thị trường tăng lại ngay là phải nhảy vào mua lại vì sợ là nó lại lên ngay, thì chúng ta cứ đi một cái vòng luẩn quẩn như vậy thì nó sẽ không hiệu quả. Nhất là với anh chị là đầu tư mới đó, thì giai đoạn này thị trường có nhiều anh chị là mới tham gia thị trường đó, thì anh chị chưa có biết những cái về những gọi là những cái rủi ro và những cái là khắc nghiệt của chứng khoán đâu. Đây, mình thua lỗ thì cũng thấy những giai đoạn trước thì nhà đầu tư đấy, những nhà đầu tư kẹp hàng ở những vùng trên này đến khi họ cắt thì có thể là 50-70% tài khoản luôn đấy, nhưng mà không bán sớm mà để bán muộn, vì có đâu biết ở đây họ chẳng biết đây là còn rơi nữa hay không, có khi là chịu hết nổi bán mà không bán công ty chứng khoán cũng bán, vì nếu mà sử dụng margin đúng không thì chúng ta buộc phải bán thôi đấy. Thì nó là một cái này là rủi ro trong đầu tư, rủi ro trong đầu tư dịch bệnh này thì đấy, không ai muốn mà cũng không ai biết được. Thì chúng ta biết là không những chứng khoán Việt Nam mà chứng khoán thế giới họ mất hàng và chắc phải là phải hàng nghìn tỷ đô la chứ không phải như là chúng ta đấy, chúng ta như một phần nhỏ thôi. Thế nên là tốt nhất nếu là đoạn này anh chị có lợi nhuận đó, thì chúng ta giữ lại và chúng ta chờ cơ hội ở nhịp sau, chứ không có gì mà phải vội đâu nha. Cơ hội còn rất nhiều nha. Cơ hội còn rất nhiều, chúng ta không vào hôm nay thì ngày mai ngày mốt chúng ta vào nha. Bao giờ nó xác nhận á, có tín hiệu xác nhận có dòng tiền quay trở lại đấy, có dòng tiền quay trở lại, khối lượng bắt đầu đi vào trở lại nha, tức là khối lượng nó phải có những cái phiên đấy. Giai đoạn chúng ta thấy phân phối ở đây thì thường bất cứ một cái sự phục hồi nào nó không đi kèm khối lượng thì nó đều mang cái tính rủi ro rất là cao nha. Phải phục hồi nó phải đi kèm khối lượng, vì anh chị biết là ví dụ ở đây là một cái lượng lượng trao tay, ví dụ là nếu thị trường tăng được tiếp đi, tức là sẽ đã có một cái lượng lượng hàng rất lớn đã trao ở vùng này đúng không, lượng hàng rất lớn ở trao vùng này thì nếu muốn hấp thụ được thì phải có một cái lực cầu vào nha, lực cầu vào để mà hấp thụ hết cái đóng hàng ở chỗ này thì nó khối lượng rất lớn đúng không, lượng rất lớn. Không phải như chỉ những mã penny đâu mà cả ta xem biểu đồ VN30 chúng ta thấy đấy, khối lượng rất là lớn nha, khối lượng rất là lớn. Còn hiện tại này chúng ta thấy không, thanh khoản nó sụt giảm hẳn luôn, nên cho thấy là gì, là dòng tiền lớn họ rút ra rồi nha, họ rút ra rồi, chỉ còn là nhà đầu tư nhỏ lại chơi với nhau đó. Rồi thì nếu mà họ đã bán được những cho họ họ đã trao được
trao tay cái lượng cổ phiếu ở những cái vùng này thì thường thì mức độ sụt giảm như thế này thì theo em họ chưa mua lại đâu, họ chưa mua lại đâu, và cái nó sẽ phải có những cái phiên sụt giảm mạnh và đi kèm với khối lượng rất là lớn đó, thì đấy thì sau đó nó sẽ có một quá trình tạo đáy, thì đó mới là vùng họ gom hàng lại được nha. Chứ còn như thế này chúng ta thấy là để thanh khoản ở đây, thì nếu mà thanh khoản ở đây thì làm sao gọi là gom được hàng ở bán, đã bán ở đây đúng không? Còn nếu trường hợp đặt trường hợp chúng ta có hai trường hợp mà. Nếu đánh vượt lên tiếp thì nó phải phải có khối lượng đi vào rất là lớn để hấp thụ cái lượng hàng ở đoạn này nha, lượng hàng ở đoạn này đấy. Nó đơn giản như vậy thôi, đơn giản là chúng ta nhìn ai cũng nhìn được mà đúng không? Vì vậy là chúng ta đôi khi chúng ta cố chấp quá, chúng ta không chịu thấy những cái sự bất ổn thôi, chúng ta say sưa với thị trường quá. Đó là về cái vấn đề thị trường chung nha, vấn đề thị trường chung thì đấy mọi người cứ ngày mai chú ý những cái ngưỡng như là vùng quanh 850 điểm đấy, xem có qua được không, ít nhất là phải lắp được cái gap này đấy, lắp được cái gap ở đây 852 nha, để ngoài ra còn một nhiều kháng cự lắm, đi lên gặp nhiều kháng cự để có thể hồi lên là có một đợt giảm tiếp nha, đợt giảm tiếp thì theo em có thể nó về tận vùng là 790 điểm đến 800 điểm, thì chúng ta thấy là hiện tại cơ hội rất là ít, chúng ta không có nhiều mã để mà giữ trend tốt để mà chúng ta tham gia đâu, không có nhiều mã đâu, đa phần hôm nay là những cái mã mà tăng mạnh là do gãy trend rồi bắt đầu nay hồi lại thôi nha. Tức là sau sau 6-7 phiên giảm mạnh liên tục thì đấy 6-7 phiên gì rơi thì cứ bắt đầu nay có một phiên hồi, thì nó không nói lên được nhiều cả, một cái nhịp hồi một hai phiên hồi buông tráp nó không nói lên được nhiều cả nha. Cổ phiếu nó gãy trend rồi thì nó phải cần cái quá trình nó tích lũy lại nha, tích lũy lại để mà mới có thể tăng tiếp được nha, tăng tiếp được. Đấy, cơ hội không nhiều thì chúng ta đừng có cố chấp, mà chúng ta để có nhiều mã nó vẫn vẫn ok, trend vẫn đẹp, nhưng mà số lượng ít quá thì theo em thì không nên tham gia, thì nó thị trường nó rủi ro thì chúng ta chỉ nên đánh khi thị trường nó uptrend thôi. Còn tất nhiên là trong một cái thị trường nó, cho dù kể cả lúc thị trường mà nó suy giảm thì nó có, sẽ luôn có những mã đi ngược thôi, thì thị trường nào cũng vậy nha, không phải tất cả là 400-500 mã của hai sàn là nó đều 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 giảm được hết, có sẽ có những mã là nó đi ngược thôi, đánh ngược thị trường, nhưng mà số lượng ít và chúng ta tìm ra cũng không có gọi là dễ. Đó. Mà thay vì như vậy thì chúng ta chờ thị trường tốt thì chúng ta đánh thôi đúng không? Nó vậy rồi cho chắc đấy, vậy cho chắc rồi. Thì em đi vào những cái dòng cổ phiếu nha, những dòng cổ phiếu thì hầu như thì hôm nay thì em lọc ra thì cũng nhiều mã tăng thì có blue, có mid cap, có nha, blue chip, có mid cap, có khá nhiều mã tăng mạnh đấy, nhưng mà chúng ta xem là có mua được không đấy, xem mua được không, nhiều mã hồi phục. Đi dòng ngân hàng đi đấy, dòng ngân hàng nó Vietcombank, đại diện Vietcombank thấy chúng ta thấy rồi đấy. Đấy, Vietcombank thì đang có cái hỗ trợ ở đây, về đây cái vùng này EMA 50 này thì có hồi thôi, có hồi. Đấy, kháng cự của nó đâu, kháng cự ví dụ tăng tiếp thì có thể lên được vào vùng 84 này nha, 84 84 85 đấy, 84 85 ở đây có một cái gap nữa, cái gap ở đây, cái gap nhỏ này, phía trên thì còn một cái gap lớn hơn, một cái gap lớn hơn đấy, thì Vietcombank thì phải muốn tham gia lại ít nhất nó phải gấp được cái gap này nha, gấp được cái gap này vùng 88 đấy, còn không thì có là một cái nhịp hồi thì chúng ta còn hàng, chúng ta có thể canh, chúng ta bán ở đây. Chúng ta thấy là khối lượng thấp này, còn hồi khối lượng thấp đấy, hồi khối lượng thấp đấy. Còn Vietcombank thì chúng ta thấy là đây là về những cái vùng là vùng kháng cự rất là mạnh này,
Trên kháng cự rất là mạnh. Đấy. Cái nhịp này nếu mà ai mà để giữ hàng thì chúng ta bán ở đây thì lợi nhuận cũng rất là lớn, vì Vietcombank hầu như là kéo chúng ta thấy là không có tích lũy đúng không? Đấy. Chỉ có đoạn này đoạn điều chỉnh sau đó kéo một mạch. Đúng không? Kéo một mạch. Thì nếu chúng ta là mua được từ những vùng dưới này thì đây lợi nhuận rất là lớn rồi. Đây một cái vùng kháng cự nữa. Đấy. Quá đẹp mà bán đúng không? Quá đẹp mà bán. Đấy. Đấy, nên là cái những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là cái hồi phục này, thanh khoản không có này, rất là rủi ro. BID chẳng hạn, dòng ngân hàng đây. Này này vẫn xanh này, chúng ta thấy thanh khoản không có này, thanh khoản tiền không vào đây. Thì đấy, đa phần chúng ta thấy là các cổ phiếu là nó vì sao cái khối lượng nó không có là vì tiền nó rút ra rồi nha, tiền rút ra rồi. Nhà đầu tư lớn nếu họ bán được những cổ phiếu ở vùng vùng giá cao thì đây là chưa phải là cái vùng vùng để mà họ tham gia lại đấy, tham gia lại. Hay BID cũng vậy nha, BID cũng vậy, hồi phục thanh khoản không có nha. BID thì chúng ta thấy là có nhịp tăng ở đó, ở đây đấy, ở đây có một nhịp tích lũy sau đó tăng đấy, nhưng mà đấy nếu mình điều chỉnh một cái nhịp điều chỉnh bình thường thì đáng lẽ vì BID khi test lại cái vùng này đấy thì sẽ không để thủng nha, đấy test lại vùng này sẽ không để thủng, không để thủng, còn thủng là xấu, xấu rồi đúng không, thủng là xấu rồi. Đấy, nên là đa phần nếu mà các cổ phiếu mà chúng ta cứ cứ vẽ một cái trendline, chúng ta nối những cái đỉnh gần nhất với nhau đó, thì nếu mà cổ phiếu cứ hồi phục lên mà nó cứ chạm những cái kháng cự này mà nó rơi lại thì chúng ta thấy là cái xu hướng đó là xu hướng bull trap thôi nha. Còn muốn muốn mà cổ phiếu nó lên mạnh thì nó phải ít nhất nó phải vượt qua những cái đỉnh ngắn hạn gần nhất, ví dụ BID thì chúng ta xem xét mua khi nó vượt lại cái đỉnh ở đây thôi, phải vượt lên vùng 42 thôi mới xem xét mua lại nha. Vượt lên 42 sau đó nó sẽ có nhịp test lại, nhịp test lại, chứ khó mà cổ phiếu đang ở đây mà đánh một mạch thẳng lên nha, thẳng lên đấy. Có một số ý kiến anh chị cho rằng thì cái đoạn này thì nó giống cái đoạn mà cái đoạn chỉnh ở vùng cái vùng mà 760 đấy, thì nó bản chất nó khác nhau nha, bản chất khác nhau. Vì cái nhịp chỉnh trước thì chúng ta thấy là sau khi đi từ đáy đi lên đấy thì gặp một cái áp lực chốt lời đây, chốt lời sau đó là nó có sự điều chỉnh và nó tích lũy lại nha, tích lũy lại. Còn hiện tại chúng ta thấy là đã bị có một cái lượng hàng đấy rất là lớn đã phân phối ra rồi đây, đã phân phối ra đây, khối lượng này nó lớn nó phân phối ra rồi đấy, vì sau đó là cổ phiếu nó rơi, mà nó rơi nó thủng luôn những cái hỗ trợ nha, thủng luôn những cái hỗ trợ, thì đó là cái tín hiệu xấu nha, tín hiệu xấu. Nó khác nhau, bản chất nó khác nhau, nên chúng ta không có có dùng cái giai đoạn trước mà chúng ta nói là cái giai đoạn này nó cũng sẽ như vậy, nó không phải đâu. Ở cái giai đoạn nó bản chất nó khác nhau, bản chất thị trường nó, mà thị trường nó đã có những cái phiên phân phối rồi. Đấy, những phiên phân phối thì chúng ta thấy với khối lượng này, khối lượng đi vào rất là lớn nhưng mà giá tăng không được đấy, thì nó đã phân phối trong quá trình đi lên nha, tức là không phải là đấy,
nó đã có những cái dấu hiệu phân phối từ những cái vùng như thế này, đây những cái cây này như thế này, đấy những cây như thế này, những cây như thế này, đấy tức là khối lượng nó lớn này, nhưng mà cái thanh khoản rất là lớn này, nhưng mà cái giá nó tăng không có được nhiều, đấy, tăng không có được nhiều, chứ không phải là đến đây mới gọi là cái cây phân phối đâu, nó phân phối trong quá trình đi lên rồi, đấy phân phối trong cái nhịp này đi lên rồi. Đấy, thì có sau có một cái nhịp phân phối rồi thị trường nó rơi thì đấy, còn cái đoạn này là chúng ta thấy là đây là cái đoạn tăng, mà tăng là chúng ta thấy là tăng liên tục đấy. Tăng liên tục thì gặp áp lực chốt lời, đây gặp áp lực chốt lời, đồng thời nó có những cái kháng cự mạnh ở đây đấy, thì nó điều chỉnh lại thôi, điều chỉnh lại nhưng mà nó vẫn giữ được cái trend nha, giữ được cái trend, sau đó nó tăng tiếp nha, tăng tiếp. Đấy, chúng ta sẽ so sánh, chúng ta sẽ thấy là cái giai đoạn ở đây tăng, thị trường nó tăng rất là mạnh nha, tăng rất là mạnh, nhưng mà thanh khoản của nó, tức là dòng tiền chỉ cần một cái dòng tiền mà đi vào cũng vừa phải thôi, cũng khiến cái những cái phiên này tăng điểm rất là mạnh nha, tăng điểm rất là mạnh. Cùng ở bên so sánh ấy, chúng ta thấy mức độ tăng giá ở những cái phiên này này, đấy tăng giá nó cái độ dài, độ cao của những cái nến này, đấy, cao những cái nến này chúng ta thấy là không có có lớn hơn đúng không, nhưng mà cái khối lượng của nó là đấy, khối lượng rất là lớn. Đấy, chúng ta thấy là vừa tăng nhưng mà vẫn có áp lực bán ra rất là lớn, áp lực chốt lời rất là lớn. Còn ở đây chúng ta thấy thanh khoản nó nhỏ hơn hẳn luôn. Đấy, những giai đoạn từ đấy đi lên nè, tăng rất mạnh nhưng mà đâu có thanh khoản đâu, vì không có cái lượng hàng đấy, không có lượng hàng bán ra nhiều. Còn cái đoạn này chúng ta thấy rõ ràng là có cái lượng chốt lời ra rồi. Đấy, mà theo nguyên lý thì sau khi chốt lời xong thì phải cần có một cái giai đoạn để họ gom hàng lại thì mới đánh tiếp một cái sóng được nha, sóng sau được, chứ thị trường nó như thế này thì khó mà đánh lên tiếp được nha. Và nếu có hồi thì đó là những cái nhịp mà để mà hồi để bán thôi nha. Đấy, rất nhiều cổ phiếu mà chúng ta thấy thanh khoản không có đây, sau một cái giai đoạn đấy thì chúng ta thấy đấy, khối lượng thanh khoản không đấy, còn hiện tại chúng ta thấy không, hiện tại là dòng tiền nó mất hút rồi nha, dòng tiền mất hút, nhưng mà đặc biệt là những cái phiên rơi á, thì thanh khoản nó lại lớn đấy, lớn hơn những cái phiên hồi, lớn hơn những phiên hồi, thì đó là cái rủi ro nha. Còn muốn là thị trường nó tích cực trở lại thì chúng ta thấy là cần có những phiên tăng điểm á, thanh khoản nó phải đi vào nha, đi vào thì nó hấp thụ được những cái lượng hàng kẹp chứ, chứ làm sao mà hấp thụ được đúng không? Chị giả sử anh chị đi, có hàng chục triệu cổ phiếu mà đã bán ra ở đây thì làm sao mà đấy, tăng điểm mà không có thanh khoản làm sao tăng được nha. Đấy, anh hiểu không? Ví dụ em, ví dụ nha, đấy ví dụ này, sau đây quá trình phân phối này đúng không, quá trình phân phối tức là phân có phân phối một nhịp ở đây rồi, đây, kéo lên phân phối tiếp, và khi rơi đấy, khi rơi anh chị thấy thanh khoản nó giảm không, thanh khoản nó giảm không, đúng không? Cứ là thanh khoản nè, phiên mà phiên giảm điểm thì nó bắt đầu thanh khoản nó lớn này, đấy phiên xanh điểm thanh khoản bé tí này đúng không, đấy có phải nó điều chỉnh đâu, nó đâu phải nó điều chỉnh đâu, đúng không? Tức là không phải giảm mà không có thanh khoản không phải là tốt đâu nha. Nó chỉ có ý nghĩa như vậy khi mà cái cổ phiếu nó ở trong một cái giai đoạn là tăng điểm, sau đó nó tích lũy lại nha, nó điều chỉnh, nó tích lũy lại thôi. Còn sau một cái giai đoạn đã phân phối một cái khối lượng hàng lớn rồi. Đấy. Mà nó giảm nó tất nhiên là nó đây, đâu có, chúng ta thấy là đâu cần vô nó lớn như đoạn này đúng không? Cứ đâu phải là đấy. Và chúng ta cứ nghĩ là nó chỉ là điều chỉnh thôi, không đúng. Đấy, tức là sau mà những cái giai đoạn mà đấy, những cái nhà đầu tư mà nó kẹp hàng không chịu nổi bán ra thì nó sẽ có những cái phiên rơi, và rơi mà nó khối lượng nó là lớn nha. Và quá trình như vậy đó, quá trình như vậy tiếp diễn vài phiên liên tục đó, thì nó sẽ có bắt đầu có lực bắt đáy vào đấy của những nhà đầu tư lớn đấy, thì giai đoạn đó thì hôm nay họ mới gom hàng lại nha. Còn hiện tại thì chúng ta đừng kỳ vọng nhiều nha. Vì tiền rút ra rồi thì chúng ta không nên kỳ vọng gì nữa nha. Thì bản chất thì chúng ta thấy là nó cũng như cái, nó có thể nó sẽ như một cái nhịp này đấy, như cái nhịp này tạo cho chúng ta một cái
gọi là cái hy vọng thôi, gọi là một cái hy vọng thôi. Đấy, lên thì nó sẽ có những cái kháng cự trên này, kháng cự ở đây. CDG đó, ví dụ chúng ta có hàng chúng ta có thể canh những lực, nếu mà hồi lên được những cái vùng này thì chúng ta bán đấy. Mà em theo em thì nó sẽ không có hồi mạnh đâu, ví dụ lên được tầm 23 là nó nên bán rồi, nên bán rồi. Còn bao giờ dòng tiền quay trở lại thì chúng ta xem xét tiếp nha. Đấy, nhiều cổ phiếu thì chúng ta thấy nó VP Bank chẳng hạn, nhìn chung dòng banh, dòng banh là xấu rồi. Xấu. Vì văn cũng vậy. Đấy, vì văn thì nó đã thủng những cái hỗ trợ đây, về đây có tích lũy lại, sau đó là thủng luôn cả cái hỗ trợ này. Thì cái đây là cái kháng cự, kháng cự vì văn khi mà cái nhịp tăng đi lên này, đúng không? Kháng cự đây thì khi mà vì văn rơi xuống thì ở đây là thành thành cái vùng hỗ trợ, nhưng mà nó đã thủng luôn cái vùng hỗ trợ này rồi. Đấy, rồi cổ phiếu nó đã suy yếu rất nhiều rồi thì chúng ta đứng ngoài nha, đứng ngoài. MBB. MBB đấy, cũng vậy thôi. Còn banh nhìn chung thì chúng ta thấy là hầu như không có mã nào mà chúng ta có thể tham gia được hết. Mạnh nhất giai đoạn vừa rồi thì có những cổ phiếu em thấy là có STB và LBB thôi, nhưng mà đấy, những cổ phiếu cũng đã gãy rồi nha, cũng đã gãy rồi. Thì đây là những cái cổ phiếu mà nó khá mạnh trong cái nhịp vừa rồi của dòng banh, nhưng mà cũng gãy hết rồi. Đây. Thì dòng banh hiện tại thì không có mã nào mà đẹp để mà tham gia đâu. Đấy. Tiêu chí hiện tại là cứ canh hồi để bán thôi. Cứ canh hồi để bán. Chúng ta thấy là rất nhiều cổ phiếu nó có trạng thái giống nhau rồi, trạng thái giống nhau, đi lên thì nó sẽ gặp những cái kháng cự, nó đã thủng những cái hỗ hỗ trợ, những cái đường MA như thế này đây, đây thế này. Còn thấy chúng ta thấy là khi thị trường, khi mà cổ phiếu đi lên đúng không, nó sẽ luôn nó giữ, nó bám theo những cái đường MA này, nó đi lên đúng không, và đây nó đã thủng lại rồi, thủng lại là xấu rồi nha. Và nó khi nó hồi lên thì nó sẽ gặp kháng cự ở những cái đường MA này nha, đường MA này, và chúng ta vậy nó rất dễ là nó rơi tiếp, nó lên đây và nó không không có vượt qua được, không có vượt qua những qua được những cái đường này thì nó rất dễ rơi tiếp nha, rất dễ rơi tiếp. Đây dòng ngân hàng nha, ngân hàng Techcombank đi, nó nhìn chung đấy, các cổ phiếu này đều nó gãy trend hết rồi, gãy trend hết rồi. Thì đây Techcombank thì nó cũng có một cái hỗ trợ khá là mạnh ở đây, là một cái gap ở đây thì nó hồi thôi, về cái vùng này thì bắt đầu nó về vùng hỗ trợ thì nó có hồi thôi chứ. Đây một cái hỗ trợ của Techcombank này đây. Đấy, các cổ phiếu thì chúng ta thấy là xu hướng là đều yếu ha, yếu, và cái dòng tiền nó rút ra khá là nhiều, thể hiện ở vấn đề là thanh khoản nó không có nữa, thanh khoản nó mất hút rồi. Thì khi mà chúng ta thấy là có khi nhà tạo lập để cho nhà đầu tư nhỏ mà chúng ta giao dịch với nhau đấy, thì đến một cái thời điểm nào đó và cái lượng kẹp hàng bắt đầu nó tích lũy dần, tích lũy càng ngày càng lớn á, càng ngày càng lớn đấy, thì lúc đó họ buông thì bắt đầu là nhỏ lẻ, là gọi là ta cứ dẫm đạp lên nhau mà chúng ta bán thôi nha. Cái đó là cái xác suất mà xấu nhất đối với thị trường hiện tại. Còn tích cực hơn thì có thể là nó sẽ cần thời gian nó tích lũy lại nha, tích lũy lại, tức là nó phải tạo một cái nền giá nha, một cái nền giá và nó tích lũy lại và nó không rơi nữa nha, tức là tạo đáy mà nó không rơi nữa mà tích lũy lại, và nó sẽ kéo một cái nền giá khá là dài ở đây nha, tức là cần một cái biến động test đi test lại ở những cái vùng này thì cho chúng ta thấy là cái tín hiệu tạo đáy nó mới chắc chắn nha. Rồi, chắc chắn.
Đấy, nhưng mà cái quá trình đó nó sẽ mất khoảng vài tuần chứ nó không nhanh được nha. Tức là để set up một cái nền giá mà nó tin cậy thì nó phải có khi nó phải mất vài tuần nha, sau một cái giai đoạn mà giảm như thế này. Đấy, nên là chúng ta cũng chưa cần vội đâu nha. Chưa cần vội. Về cái nhóm VN30 cổ phiếu lớn thì hiện tại em thấy có Hòa Phát là nó ổn nhất thôi. Nó ổn nhất thôi. Chứ còn các cổ phiếu thì nhìn chung là yếu. Nha, có Hòa Phát là ổn. Đấy, tức là vẫn giữ nha, vẫn nằm trên những đường đẩy MA này. Đấy, có rơi lại nhưng mà sau đó phiên hôm nay cũng cũng lấy lại rồi nha. Thì đấy, nếu cổ phiếu này thì hiện tại thì cũng có thể là đang có hàng thì chúng ta nắm giữ cũng được nha. Có thể là biết đâu nó có thể đánh là đi ngược thị trường, nhưng mà nhìn chung thì xác suất thì em nghĩ là nó không rơi thì nó đã là tốt lắm rồi nha. Không rơi theo thị trường, nếu thị trường xấu thị trường giảm mà nó không rơi theo là nó tốt lắm rồi. Chứ còn khả năng tăng mạnh thì em nghĩ thì nó cũng thấp nha. Nhưng mà nhìn chung đấy, em đánh giá thì các cổ phiếu lớn chỉ có Hòa Phát thôi là ổn nhất thôi nha, ổn nhất, vẫn giữ được trend. Đấy. Vì đây là cái phiên Hòa Phát ra kết quả kinh doanh rất là tốt nè, nhưng mà tăng không có được bao nhiêu cả, khối lượng đi vào rất là lớn, thì có được áp lực ở đây là cũng thấy áp lực bán rất là mạnh, áp lực bán rất là mạnh. Còn đa phần các cổ phiếu khác thì chúng ta thấy là nó không có không ổn lắm nha, không ổn lắm. Ví dụ VRE hôm nay tăng điểm mạnh, tăng sân mạnh nó hồi thôi, nó hồi thôi. Nếu có thể ngày mai lên những cái vùng là 26.5 đến 27 thì sẽ bị bán ra tiếp nha, bị bán ra tiếp. Nên là cũng chưa chưa nên mua vào nha, chưa nên mua vào. Ở đây có một cái đáy, đây một cái đáy nha. Đấy. Đấy, dòng Vin với VRE, Vinhome nha. Thì dòng Vin thì nhìn chung thì cũng chưa có gọi là xấu lắm, nó không để không có đến mức như là dòng ngân hàng, nhưng mà chúng ta thấy là cái khả năng mà tăng tăng mạnh tiếp của nó cũng là khó, tăng mạnh tiếp là khó. Đây là cũng kháng cự này, đây, kháng cự hai lần không vượt qua rồi nha, vùng gần 80 đấy, gần 80. Đấy, thì chúng ta thấy là ở đây cũng có một cái yếu tố thanh khoản của nó cũng là sụt giảm rồi nha, sụt giảm so với cái giai đoạn trước rồi, cái dòng tiền nó cũng cũng ra bớt nhiều rồi, nên là để mà tăng mạnh tiếp, tăng mạnh ngay thì nó cũng theo em thì nó cũng khó ha, không khó. VIX thì đây chúng ta thấy là đây một cái vùng kháng cự nha, kháng cự. Phiên này thì đột kéo trần, phiên này hình như là phiên review ETF hay gì, kéo trần xong nó lại rơi luôn, rơi lại. Nhìn chung thì đây là cổ phiếu này thì nó mang cái yếu tố về chỉ số, nó ảnh hưởng chỉ số nhiều hơn. Nhìn chung thì cũng khó mà chúng ta giao dịch những cổ phiếu kiểu như này nha, kiểu như này. Đây đang giao dịch ở trong hai cái biên này, hai biên này chúng ta thấy cái vùng 88 đây có thể hồi lên, thì mua bán trong cái vùng này thôi nha. Thì đây là cổ phiếu điều tiết chỉ số, điều tiết chỉ số. Còn nếu mà thủng cái vùng này thì nó sẽ rơi tiếp nha, sẽ rơi tiếp. Thì đây là một cái hỗ trợ này, đúng không? Đấy, hỗ trợ.
thấy nhóm VN30 này, chúng ta thấy là cũng không có nhiều cổ phiếu mà nó có cái điểm mua gì cả nha. Có mỗi Hòa Phát thì em đánh giá là khá là cao thôi, còn lại thì đa phần là yếu. FPT cũng yếu. Đây là cái FPT này. Đấy, chúng ta đã cổ phiếu này nó cũng lên được những cái vùng 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 đỉnh rồi nha, vùng đỉnh ở giai đoạn mà trước khi thị trường sập do Covid ấy. Thì đây là một cái kháng cự rất là mạnh nha, nha. Kháng cự rất là mạnh, thì để vượt qua cái kháng cự này nó sẽ rất là khó nha. Đây là kháng cự rất là mạnh, đây là kháng cự rất là mạnh, chưa vượt qua ngay được thì chúng ta phải chờ những cổ phiếu này nó phải tích lũy lại nha. Tất nhiên về dài hạn thì chúng ta thấy là cổ phiếu FPT thì nó ok đúng không, ok triển vọng thì tích cực thôi, nhưng mà trong ngắn hạn thì nó có tín hiệu xấu thì chúng ta tạm thoát đã nha, tạm thoát đã. Tới đây như là mở một cái gap up này, gap up mình lắp gap luôn, lắp cái gap này rồi thì cái cho thấy là cái xu hướng tăng điểm á, xu hướng tăng giá đó, nó không còn mạnh nữa, không còn mạnh nữa, không còn mạnh nữa thì vùng này thì cũng không không nên vào nha, vì phía trên này là cái kháng cự rồi. Đấy, cứ lên đây là gặp kháng cự rồi đúng không, 48 50 đây chúng ta mua ở đây thì lợi nhuận nó cũng không được bao nhiêu cả, có thể hồi lên đây bắt đầu lại chỉnh tiếp nha, lại rơi lại tiếp, nên là chúng ta tốt nhất thì chúng ta đứng ngoài thôi nha, cũng chưa tham gia. Còn QG chúng ta thấy là đây có những cổ phiếu này chúng ta thấy là đấy, tích lũy này, tích lũy đẹp đúng không, break này đúng không? Break này thanh khoản vào cực lớn này, sau đó rơi lại luôn, hàng về lỗ luôn. Đấy thì đây là những dấu hiệu là những cái cổ phiếu dẫn dắt mà thị trường đó, mà nó như thế này thì đó là tín hiệu là thị trường nó không ổn rồi nha, không ổn rồi. Vì khi nó thường thì nó với những cái chạc mà nó tích lũy đẹp như thế này, đấy khối lượng vào lớn như thế này nha, thanh khoản như thế này thì đấy, sau đó cổ phiếu này thường nó phải bứt phá. Còn nếu nó giao dịch như thế này tín hiệu thị trường chúng ta thấy là những cái leader đó, thì nó không ổn thì thị trường nó khó tăng mạnh lắm. Đấy, theo dấu hiệu phiên này Vini, đấy Vini là tạo đỉnh luôn nha, tạo đỉnh ở phiên đó luôn. Nhiều cổ phiếu FPT cũng vậy nè, đấy, cũng có một phiên break mặc dù cái mức độ tăng giá nó không có nhiều bằng, mình cũng ở phiên đó luôn. Đấy, cái khối lượng ở đây là khối lượng mua xong là hàng hàng về cắt lỗ luôn. Đấy. Đấy. Hai cổ phiếu này giống nhau, chạy ở cùng một phiên nữa thôi. Mà RIPG thì nó tăng giá nó đẹp hơn, mà mở gap up này tăng giá nó hàng về lỗ luôn. Đây đây là cây cho thấy là cây này là cây không phải là mà cây mà đánh rác mà không, mà thấy là cây xả hàng nha, khối lượng nó xả hàng, đây, khối lượng chốt lời này. Chốt lời của nhà đầu tư lớn. Đấy, còn những cổ phiếu bán lẻ P&G nhìn chung thì những cổ phiếu này nó kết quả kinh doanh thì nó sẽ bị ảnh hưởng rồi, kết quả kinh doanh quý 2 này chắc chắn bị ảnh hưởng rồi, nhìn chung thì nó sẽ không có gì mà tích cực để mà chúng ta có triển vọng cả. Đấy thì đây cũng một phiên tăng rồi, ngay phiên tạo đỉnh đấy, ngay phiên mini tạo đỉnh thì ba cổ phiếu này khóa thấy khối lượng này vào rất lớn. Đây mà chúng ta thấy sự khác biệt này, ở phiên này khối lượng vào mức độ tăng giá tốt, nhưng mà khối lượng ở phiên này tương đương phiên này, nhưng mà mức độ tăng giá yếu hơn rồi nha, yếu hơn rồi. Đấy thì nó hỏng luôn, hàng về hỏng luôn. Ở nhiều nhà tư mua gọi là mua rác ngay cây cây này là chết này, vì tích lũy đẹp đúng không, tích lũy đẹp chặt chẽ này, khối lượng giảm này đúng không, break một cây sau là đi bụi luôn. Đấy. Chà, chúng ta bị lừa, nhưng mà bị lừa ở những cái phim như thế này.
Đó thì chúng ta thấy là nó có sẽ có những cái lượng hàng bị kẹp ở phía trên. Đó, thì khi mà thị trường hồi đi lên thì cái lượng hàng nó sẽ có xu hướng là sẽ bán ra nha, bán ra. Đấy, sẽ có một cái áp lực bán ở những cái vùng trên này. Đấy, như là đối với những cổ phiếu này đấy thì đối với những cổ phiếu này nếu mà chúng ta có mua được ở những cái vùng giá thấp đi chẳng hạn thì chúng ta kỳ vọng nó sẽ không cao nha. Ví dụ lên những cái vùng trên này thì chúng ta cũng nên bán rồi vì có lượng kẹp hàng ở đây, nhà tư kẹp hàng ở đây, cộng với chúng ta thấy là yếu tố thị trường chung đúng không, thị trường chung không ủng hộ nè, thanh khoản đây chúng ta thấy không có thanh khoản, thanh khoản vào rất là thấp ngay giai đoạn trước, chúng ta thấy là nổ vôn rất là lớn rồi, vôn rất là lớn thì đây là lượng hàng này là ai bán ra thì có những nhà đầu tư lớn thôi đúng không, nhà đầu tư lớn không bán ra thôi, nhà đầu tư lớn bán ra. Đấy thì rất nhiều cổ phiếu thì chúng ta thấy cổ phiếu lớn ấy, nó không ủng hộ, nó không tích cực thì thị trường chung nó sẽ khó nha. Đây là lý do, thì đấy, lý do chúng ta nên là ưu tiên chúng ta đứng ngoài là tốt hơn. Còn nói chung là đa phần là các dòng cổ phiếu thì nó đều như vậy hết, như vậy hết. Nó có cái hiện tượng phân phối rồi, phân phối khối lượng lớn bắt đầu rồi, đây giờ cái giai đoạn là rơi nha, giai đoạn là bắt đầu là cái lượng kẹp hàng bắt đầu nhiều nha, bắt đầu nhiều. Đấy, nhưng mà những nhiều người vẫn chưa bán ra, chưa bán ra, chưa có sự tháo chạy vì chưa có sự là gọi là công ty chứng khoán là call machine hoặc sell đúng không, chúng ta thấy là chưa, vì nó rơi mức độ như thế này thì nó cũng chưa có chạm đến những cái ngưỡng mà call machine hay hoặc sell đâu nha. Thì nó cần những cái phiên mà thị trường nó giảm sâu nha. Giảm sâu hơn thì cái mức độ lỗ đó của chúng ta nó sẽ lớn nha. Còn nhiều cổ phiếu thì chúng ta thấy là nó tính ra từ đỉnh thì nó cũng giảm chưa có nhiều lắm mà đúng không, nhiều lắm thì nó đâu có áp lực mà call machine đâu hoặc là hoặc sell của công ty chứng khoán đâu nha. Đấy, dòng dầu khí đúng không ạ. Đấy, PLX thì đây là cái vùng kháng cự này, anh chạm đến đúng vùng kháng cự thì bắt đầu rơi lại. Kháng cự đây là PLX là có nhiều lần này test cái đáy vùng này đúng không, test đáy vùng này và hồi phục lên trở lại đây, rất nhiều lần luôn đây. Test đây rồi, test đây hồi phục lên rồi về đây, đúng về đây là cứ chạm về đây bắt đầu là chúng ta thấy là tăng lại, thì đây là một cái ngưỡng hỗ trợ rất là cứng nha, rất là cứng. Nhưng mà đấy, ở đoạn Covid thì chúng ta thấy là đã thủng rồi, cũng hỗ trợ rồi, thì khi mà một cái hỗ trợ cứng đã bị xuyên thủng nha, xuyên thủng rồi thì ở cái giai đoạn sau đó hồi phục lên thì ở đây sẽ trở thành một kháng cự nha, một kháng cự mà chưa thể là vượt qua ngay được nha. Thì đối với PLX thì chúng ta nếu mà chúng ta nắm giữ thì chúng ta cũng chú ý là nếu mà có lên lại những cái vùng như thế này thì chúng ta có thể bán nè, đây thể bán rồi. Để nhìn chung xu hướng cổ phiếu này chúng ta thấy là nó không phải trong một cái xu hướng tăng trưởng đúng không, tăng trưởng. Đấy, chỉ một cái nhịp hồi thôi, đây gọi là nhịp, có thể gọi là nhịp hồi thôi. Về kết quả kinh doanh thì nó sẽ bị ảnh hưởng giao dịch nha, ảnh hưởng giao dịch. Trước đó ví dụ cổ phiếu VLE thì chúng ta thấy là yếu rồi đúng không? Yếu hơn thị trường chung mà, yếu hơn thị trường chung. Dịp này thì nếu mà chúng ta quan sát thì theo em thì nó sẽ có những cái cổ phiếu về ví dụ thép nha, Hòa Phát và Hoa Sen thép. Thì đây là hai cái dòng mà chúng ta thấy là nó cái dòng mà nó gọi là lead ở nhịp này, Hòa Phát và Hoa Sen là tăng rất là tốt đúng không, tăng rất là tốt. Hoa Sen hiện tại là vẫn giữ được cái trend này,
cái trend đúng không? Mọi người thấy là gì? Cái vùng này thì nếu mà thị trường chung mà không ủng hộ đó, thì cũng khó mà tăng tiếp lắm, khó mà tăng tiếp. Thì đối với cổ phiếu này thì chúng ta vùng này thì chúng ta cũng không nên mà mua vào nữa, thì nó cũng khá là cao rồi nha, khá là cao. Khá là cao. Thì đây có những cái phiên mà cũng thấy là thanh khoản khối lượng rất là lớn, giá tăng nó cũng cũng không có được được nhiều nữa nha. Cái khối lượng như là đó, cái vùng này nó rất là lớn. Còn nếu mà giữ hoa sen thì chúng ta thấy, nếu mà anh chị còn hàng thì theo em thì chúng ta có thể đặt một cái ngưỡng là chúng ta, nếu mà có cái phiên mà đóng cửa dưới cái ngưỡng MA 20 này đấy thì chúng ta bán nha. Nếu mà chúng ta đang nắm giữ cái cổ phiếu này thì đây là vẫn là một cái cổ phiếu mạnh, Hòa Phát với hoa sen dòng thép đó vẫn đang là một cái dòng cổ phiếu mạnh của thị trường nha, vẫn giữ được trend thôi nha. Thì nếu mà chúng ta đấy, chúng ta có thể chốt lời bớt ở đây, và nếu mà khi mà có một phiên đóng cửa tính theo giá đóng cửa nha, tức là đóng cái nến này để nó thủng cái vùng vùng hỗ trợ đường EMA 20 này, thì đó cái phiên đó chúng ta bán nha, phiên chúng ta bán. Còn tất nhiên thì ở đây em cũng không có phiên chúng ta vào mua nữa nha, phiên vào mua. Thì đây là cổ phiếu vẫn là có hàng thì chúng ta cũng có thể giữ một phần thôi, chốt chốt lời một phần, giữ một phần nha. Còn tín hiệu thì theo em thì cũng có một cái lượng hàng đã ra ở đây vùng này rồi, lượng chốt lời đó là của nhà tạo lập ở đây rồi. Thì chỉ là cái lượng kẹp hàng của nhà tôi nhỏ nó chưa có nhiều để mà khiến giá nó giảm mạnh thôi. Thì thường chúng ta thấy là giảm là do đâu? Do chúng ta bán nhiều đúng không? Bán nhiều thì chúng ta là chúng ta kẹp hàng đấy, thì chúng ta mới bán hết phiên này tới phiên khác và hết lớp này đến lớp kia, chúng ta hay chia nhau lỗ mà. Vậy mà còn nếu mà ở một cái vùng giá mà nó chưa có nhà đầu tư lỗ nhiều đấy, thì cái lượng bán ra nó sẽ áp lực bán nó sẽ không cao đúng không? Và khi đó ví dụ nhà đầu tư lớn họ họ thoát ra hết rồi thì bắt đầu đấy, không còn cái cầu nữa nha, không còn lực cầu nữa, không còn lực cầu, không được cầu để mà hấp thụ những cái khối lượng lớn ở vùng này nữa. Thì lúc đó nếu mà chỉ còn những nhà đầu tư nhỏ kẹp hàng với nhau đó thì nó sẽ tạo thành một cái áp lực bán, tại vì lúc đó phía cầu nó sẽ bị hụt đúng không, nhưng mà cung lúc đó chỉ còn phía cung thôi đấy, mà nhà đầu tư nhỏ cứ bán, nhà đầu tư lớn đấy họ giữ trend, họ giữ trend họ đánh đấy, vừa đánh vừa ví dụ chỉnh thì bắt đầu họ gom đấy, kéo lên thì họ lại chốt một ít đấy, chỉnh họ lại gom thì nó sẽ giữ được cái trend. Còn khi họ đã thoát hết rồi chỉ còn nhà đầu tư nhỏ với nhau đấy, thì lúc đó sẽ có áp lực kẹt hàng đấy, ví dụ vì lúc đó sẽ không còn đánh đánh cuốn chiếu lên được nữa đúng không, hay đánh không đánh xong rồi tích lũy đấy, tích lũy điều chỉnh rồi lại đánh lên tiếp. Thì khi không còn cái lực đánh lên của nhà đầu tư lớn nữa thì bắt đầu chỉ còn nhà đầu tư nhỏ kẹp với nhau, thì lúc đó nó sẽ hình thành cái áp lực cắt lỗ nha, áp lực cắt lỗ. Giá không lên được nữa mà sẽ có áp lực bán ra nhiều hơn, lúc đó là cầu, lúc đó cung nó sẽ áp đảo về cầu đúng không? Đấy, thì dần dần thì nó sẽ thành một cái áp lực bán mạnh nha. Đấy, nên là hoa sen thì đấy, nếu chúng ta còn hàng thì vẫn có thể giữ một phần, tất nhiên là nên chốt lời một phần ở đây đi. Còn nếu mà bao giờ mà đóng cửa mà nó thủng cái ngưỡng này, tức là tầm 1.3 đấy, về đấy, hoặc là thậm chí thủng cái cây này, đóng cửa thủng cái cây này giá 11 thì chúng ta nên bán hết nha. Sau đó nó nếu mà nó điều chỉnh ở đoạn sau thì nó sẽ điều chỉnh rất là mạnh nha, nó rơi rất là mạnh nha. Thì cổ phiếu này nó gãy mà, khi nó gãy thì chúng ta nó sẽ thấy rơi rất là mạnh, trường hợp DBC cũng là vậy đúng không? Thì một khi mà nó kéo cuốn nước rút xong rồi bắt đầu nó rơi rất là mạnh nha. Rơi rất là mạnh đây tạo một cái nhịp hồi bull trap thôi đúng không, có thể là mã này thêm nó sẽ còn rơi tiếp nha. Có thể về là tầm giá ba mấy thôi cổ phiếu này đấy. Còn một cái dòng cổ phiếu nữa theo em đáng lưu ý đó là dòng dòng phân đạm nha, dòng phân đạm thì chúng ta tại sao thì lưu ý những cái dòng này, tại vì đây là cái dòng mà có kết quả kinh doanh tăng trưởng nha, kết quả kinh doanh tăng trưởng hôm nay dòng thép và dòng dòng phân đạm. Đấy, nhiều đạm Cà Mau thì chúng ta thấy là đang ở đây là một cái phiên này, như phiên kết quả kinh doanh tốt đâu đây này. Đấy.
có lúc chạm giá trần nhưng sau đó nó bị áp lực bán ra. Thì cổ phiếu này chúng ta thấy là khi mà kết quả kinh doanh ra tốt mà nó không tăng được nữa, thì đến lượt những cái cổ phiếu kết quả kinh doanh xấu ra thì chúng ta thấy là nó sẽ thị trường nó, nếu mà nó đang ở giai đoạn tốt thì không có gì đúng không, giai đoạn yếu thì nó dễ thành một cái áp lực đấy, áp lực bán. Thì những cổ phiếu này cổ phiếu tốt mà đúng không, kinh doanh kết quả kinh doanh ra rất là tăng trưởng ok, nhưng mà còn không tăng giá tiếp được, không không vượt qua cái đỉnh trước đó được và nó rơi lại cái nền này. Thì đây một cái nền hỗ trợ khá là cứng của đạm Cà Mau này đúng không, còn gì cứng ở đây. Thì em nghĩ thì với những cổ phiếu dẫn dắt như thế này đấy thì nó sẽ không không thủng cái này đấy, không thủng cái này, nhưng mà nó sẽ cần thời gian nó tích lũy lại ở đây nha, nó không thủng cái nền hỗ trợ này. Còn nếu mà chúng ta, nếu mà nhà đầu tư mà chúng ta có thể mua, chúng ta gom dần ở đây cũng được, và chúng ta đặt cái ngưỡng cắt lỗ là khi nó thủng cái hỗ trợ này. Còn nếu không thủng thì chúng ta có thể chờ nó tích lũy lại chúng ta mua ở đây. Thì mã này thì theo em là đầu tư dài thì nó sẽ ổn nha, kết quả kinh doanh của nó tăng trưởng. Thứ hai là chúng ta thấy nhìn về yếu tố thị trường thì nó là những cổ phiếu đã vượt được cái đỉnh của thị trường, vượt được đỉnh. Rồi đây là giai đoạn trước. Rồi. Đây để so sánh mọi người. Rồi, thì tức là ở giai đoạn mà thị trường tạo đỉnh này đúng không, ở giai đoạn thị trường tạo đỉnh thì đây là những cái mã cổ phiếu nó đã vượt nha, đấy vượt cái đỉnh mà trước đó 1028 luôn đấy. Thì đây là những cái cổ phiếu tốt, cổ phiếu ổn đấy, đây là ổn để mà chúng ta quan tâm cho cái nhịp sống tới nè. Không của Mỹ đúng không, nó yếu hơn là Đài Loan nhưng mà cũng được nha, cũng được được, thì nó cũng đang một trong một cái vùng tích lũy thôi, cái đang trong cái vùng tích lũy này để tạo một cái hộp ở đây. Thì đấy chúng ta canh những xuống những cái vùng này thì chúng ta có thể bắt này, thủng thì chúng ta cắt thôi. Đối với những cổ phiếu này thì em nghĩ là nó sẽ còn nhịp tăng, nó sẽ còn nhịp tăng đấy. Chú ý về dòng thép và dòng phân đạm là nó những dòng mà em nghĩ là nó ok, ok. Còn những cái dòng cổ phiếu khác thì tất nhiên chúng ta phải chờ báo cáo quý hai ra chúng ta mới đánh giá được nha, mới chờ báo cáo quý hai ra đánh giá được. Cái dòng thép như em nói là nó đã vượt vượt cái đỉnh mà thị trường này. Sen đúng không? Đấy, nó vượt xa cái đỉnh mà lúc mà mini 1030 rồi đúng không? Tức là mini giờ thấp hơn nhưng mà đấy, mini giờ bây giờ chỉ có 850 840 điểm thôi, nhưng mà những cổ phiếu này nó đã vượt rồi, vượt đỉnh trước đó của mini rồi. Đấy, thì đó là những cổ phiếu khỏe đúng không? Hào Phát cũng vậy nè, thì không có nhiều cổ phiếu như vậy, không có nhiều cổ phiếu này. Đấy, những cổ phiếu như DBC cũng đã tăng mạnh. Đó là những cái cổ phiếu mà những con gọi là những cổ phiếu khỏe nhất của thị trường. Thì chúng ta nếu mà mua vào thì nhiệt tới thì có thể chúng ta chú ý vào cái dòng này cũng được, thép và dòng phân. Phân mà nó báo cáo nó cũng có, kết quả kinh doanh cũng có rồi thì chúng ta sẽ an tâm hơn. Còn chúng ta mua vào mà chúng ta trước mắt báo cáo quý 2 nó chưa có thì chúng ta thấy nó cái độ rủi ro nó cũng lớn, thì tốt nhất chúng ta nên tránh đấy. Thì vừa yếu tố về kỹ thuật và yếu tố về dòng tiền cộng thêm về yếu tố về 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 cơ bản đó, tức là kết quả kinh doanh đấy, chúng ta thấy nó chưa có ra đúng không, thì chúng ta mạo hiểm chúng ta tham gia giai đoạn này thì nó sẽ rất rủi ro. Vì nếu chỉ cần ra báo cáo xấu chúng ta kẹp hàng, chúng ta mua hàng chưa kịp về đi đúng không, thì nó sẽ ảnh hưởng. Như là có một bạn hỏi là về giai đoạn tháng 12, 2017 và tháng 2, 2018. Tiếng Việt. Tháng 12, 2017.
tháng 12/2017 đây và tháng 2/2018 điều chỉnh thì volume không to. À, thì cái này chúng ta phải xem nó một cái xu hướng thôi, xu hướng thị trường. Cái giai đoạn này chúng ta thấy là giai đoạn là uptrend, đúng không? Chúng ta thấy đây một cái giai đoạn uptrend mà nó tích lũy suốt từ cái giai đoạn là từ năm tạo bắt đầu tạo đáy là đâu đó 2011/2012 này, đấy bắt đầu đây là sideways up đi lên, đúng không? Sideways up đi lên và 2015 đấy, năm 2016 nha, thì nó chỉ là xung quanh xoay quay bên đoạn này thôi. Đấy, tức là đây là một cái uptrend, có thể là set up là cả chục năm nha, một cái sóng sóng thần chục năm, đúng không? Còn giai đoạn này chúng ta là sau một cái giai đoạn là bắt đầu thị trường rơi từ đỉnh 2018 bắt đầu xoay quay đi ngang, sau đó dính cái Covid. Đây, đây là giai đoạn xoay quay đi ngang, đúng không? Chính xác không? Rơi mạnh này, xoay quay đi ngang. Đấy, thì thực sự thị trường là có tăng có giảm, có những cái son sóng đang xen nhưng mà nó nhỏ thôi, nó đâu có sóng thần đâu. Đấy, Covid này đập xuống một phát thì đây là gọi là gì, một cái nhịp hồi thôi chứ đâu phải là cái giai đoạn trước đó đâu. Chúng ta soi với cái giai đoạn trước đó thì chúng ta quên mất cái bối cảnh rồi, thấy không? Bối cảnh thị trường rơi từ 2009 xong bắt đầu hồi phục, xong bắt đầu là vật vờ. Đấy, 2011/2014 vật vờ đi lên, bò dần lên, đến giai đoạn này giai đoạn tăng tốc. Đấy thì chúng ta không có so được như vậy, chúng ta nói là cái đoạn này thì nó thanh khoản nó không lớn, thanh khoản mở những cái đoạn chỉnh thì nó không cao, thì tất nhiên nhưng mà chúng ta phải xem bối cảnh. Đấy, thanh khoản chúng ta thấy là ở đây đấy, cái đoạn cao nhất là ở đây, đúng không? Lên sau đó đánh lên một cái đỉnh tiếp này, đánh là một cái đỉnh còn cao hơn nữa, nhưng mà thanh khoản này thấp hơn đoạn này. Và khi rơi á, có thanh khoản đâu mà tại sao nó vẫn rơi mạnh đấy mà, các bạn bạn Việt có hỏi mình đấy, tại sao nó lại rơi mạnh, đúng không? Thanh khoản nó có đâu, tại sao nó rơi mạnh, đúng không? Nó vẫn rơi thôi đấy. Thì tại vì đây một cái lượng hàng, chúng ta thấy một cái lượng hàng rất là lớn thoát ra này đấy, thoát ra nhưng mà không sập ngay mà đấy, kéo lên một cái đỉnh thứ hai nha, để phân phối nốt. Đấy, thì sau đó rơi cũng không có cần thanh khoản luôn, mình xem là không có cần thanh khoản đâu mà tại sao nó vẫn rơi cắm đầu, đúng không? Vẫn rơi cắm đầu đó. Thì đoạn này thì em không nói là nó giống như đoạn trước, nó không có thể, nó không phải rơi như kiểu đó nữa, nhưng mà đấy, mà nó sẽ rủi ro, đúng không? Nó sẽ rủi ro chúng ta tham gia, đúng không? Vì sau một cái giai đoạn chúng ta thấy phân phối với khối lượng lớn đấy, phân phối khối lượng lớn thì nó sẽ một là phải cần một cái dòng tiền rất mạnh đi vào để đánh lên tiếp nha, phải đánh lên tiếp mà dòng tiền đi vào rất mạnh nha, dòng tiền đi vào rất mạnh. Đấy, ví dụ ở đây giai đoạn này đánh lên này, bắt đầu chỉnh này, điều chỉnh này, đúng không? Đấy, điều chỉnh cũng tích lũy này, vô thấp này, đúng không? Đấy thì bắt đầu phải có một cái dòng tiền đấy đi vào mạnh hơn để hấp thụ cái lượng hàng ở đây, đúng không? Thì mới đánh lên tiếp. Thì đấy, chúng ta bao giờ nó có tín hiệu là dòng tiền đi vào mạnh thì nó mới xác nhận, đúng không? Xác nhận, đúng không? Còn cái này là chúng ta nói là hiện tại với những dữ liệu hiện tại thì nó xác suất nó rơi sẽ nhiều hơn đấy. Còn bao giờ chúng ta thấy là nó có dòng tiền đi vào mạnh thì lúc đó chúng ta tham gia, đúng không? Chúng ta tham gia, nó có thể có xác nhận, đúng không? Nó phải có bùng nổ trở lại và nó hấp thụ được những cái khối lượng hàng đã bán ở đây nha. Đấy, vậy chúng ta cứ lịch là xem là lịch sử đi, đúng không? Lịch sử rơi đâu có thanh khoản đâu, nó vẫn rơi, rơi kinh luôn. Nên là đấy, chúng ta cái đoạn này chúng ta cứ nghĩ là đấy, thị trường giảm mà nó không có thanh khoản này kia thì nó chỉ là tích lũy thôi, thì nó cũng là không biết chắc được đâu. Đấy, không biết chắc, mình tốt nhất cái gì không biết chắc thì chúng ta cứ đứng ngoài đã nha, đứng ngoài đã. Bao giờ nó tốt trở lại thì chúng ta vào, nó không có muộn đâu, không có lo nha. Ok, còn câu hỏi khác rồi, có anh Sơn Đình Nguyễn hỏi về thị trường phải có giao dịch, ai cũng ngồi ngoài đợi như vậy thì sao phục hồi được? Thì mình ngồi ngoài thì để mình bảo vệ cho chúng ta thôi, đúng không? Bảo vệ cho chúng ta, bảo vệ cho anh chị thôi, đúng không? Đấy, chứ còn chúng ta đâu có nghĩ là
chúng ta tham gia thì mà chúng ta anh chị nên nhớ là cái thị trường sẽ được dẫn dắt bởi những cái nhà đầu tư lớn, những big boy nha, nhà tạo lập, chứ chúng ta là nhỏ lẻ, chúng ta có chiếm đến 70% số lượng về tài khoản nhưng mà chúng ta chỉ chiếm có 30% về cái lượng tiền ở trên thị trường thôi. Đấy, nên là họ vẫn là số ít nhưng mà họ quyết định cái thị trường này. Đấy, nên là khi mà đấy chúng ta nhỏ lẻ thì chúng ta không thể là cái lực của chúng ta mua vào để mà đẩy thị trường lên được, chúng ta phải có dấu hiệu của những nhà tư lớn. Đấy, đó là lý do tại sao em nói là thị trường nó dòng tiền nó thoát ra rồi, nhà đầu tư lớn thoát ra rồi, đấy mà chúng ta bao giờ họ mua vào lại thì đấy họ tham gia trở lại, dòng tiền của họ trở lại thì thị trường nó mới tăng tiếp được, đúng không? Còn không thì nó sẽ phải điều chỉnh, nó phải rơi đến một lúc nào đó để họ họ đè gom, họ làm một cái setup cho một cái sóng mới, đúng không anh chị? Nó là cái quy luật thôi, nó là quy luật thôi. Đấy. Quy luật. Còn tiền lớn nó thoát ra thì nó không có phục hồi ngay được. Nhỏ lẻ chúng ta không thể đẩy thị trường được đâu. Chỉ có nhà đầu tư lớn họ mới đẩy được thôi. Có anh Vân Canh hỏi về con Pao. Thì ok, thì giờ em sẽ trả lời về những cái cổ phiếu mọi người hỏi nha. Mọi người hỏi. Đấy. Pao thì đấy thì nó cũng cái chạc thì chúng ta thấy đa phần các cổ phiếu là nó đều rơi gãy nền tích lũy. Đây, ví dụ ở đây này, Pao này, đấy. Pao ở đây có một cái vùng tích lũy này, đúng không? Vùng tích lũy, sau đó bứt phá đi lên. Đấy, thì khi Pao mà rơi lại trở lại. Đấy, Pao điều chỉnh trở lại thì nó phải giữ được cái vùng này thì nó mới tích cực nha. Còn nó đã rơi thủng luôn cả vùng này thì nó xấu rồi. Đấy, thì nếu mà chúng ta giữ Pao bây giờ thì chúng ta chờ nó hồi lên. Đấy, ví dụ ở đây là có phiên hồi thì chúng ta phải chờ hồi lên chúng ta thoát ra nha. Thoát ra. Những cổ phiếu này nó đã gãy rồi nha. Anh chị lưu ý, đã gãy rồi thì không nên chúng ta không nên nắm giữ nữa nha, mà nên canh cái nhịp hồi để mà chúng ta ví dụ ở đây này rơi này, đúng không? Chúng ta ví dụ chúng ta chẳng hạn chúng ta đu đỉnh cả những phiên này đi, đúng không? Những phiên này đi, và nếu mà chúng ta không bán ở đây mà chúng ta canh hồi lên chúng ta bán thì cái mức độ thiệt hại của chúng ta cũng không lớn, đúng không? Cũng đâu có lớn đâu, chính xác không? Cũng đâu lớn đâu. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta mua ở đây mà chúng ta không chịu cắt sớm, đấy, không chịu cắt, đấy, hồi lên cũng không hay bán, đến đây thì nó mức lỗ nó lại nhiều hơn rồi. Đấy, từ đây về đây nó mức lỗ là nhiều hơn rồi. Ví dụ em tính từ đây rồi. Đấy, lỗ tầm 5% rồi nha. Lỗ 5% rồi. Đấy. Thì đấy, nếu mà có cơ hội hồi phục lên thì chúng ta nên bán bắt ra đã nha. Rồi xem nó tích lũy là gì, ở đây một cái vùng tích lũy này, nếu mà nó hồi lên đây thì nó vì ở đây là cái hỗ trợ, đúng không? Đây hỗ trợ rơi mà thủng hỗ trợ rồi, khi lên đây vùng này là vùng kháng cự này thì nó sẽ cần phải tích lũy ở đây. Nếu nó có một cái nhịp tăng tiếp thì nó phải tích lũy lại, thì chúng ta canh cứ thoát ra đã để tránh trường hợp như thế nào, vì nó hồi lên sau đó nó không có qua được vùng này, đúng không? Ví dụ hồi lên đây không qua được vùng này, lên tầm giá 10 đấy, 10.2 vậy đấy, không qua được nó rơi tiếp rồi sao, đúng không? Nó rơi tiếp rồi sao, nó về vùng giá chính luôn thì sao, đúng không? Thì chúng ta canh phát ra đã, rồi sau đó chờ nó tích lũy lại thì chúng ta tham gia lại cũng được nha, tham gia lại cũng được, nhưng phải xem cái giai đoạn sau nó vận động như thế nào. Cùng Pao Masan, bạn Võ Đức Tài hỏi về TS4 Đạm Cà Mau. À, Đạm Cà Mau thì mình nói rồi nha, Đạm Cà Mau thì dài hạn thì nó ok đấy, nhưng mà ngắn hạn thì chúng ta cũng chưa có vội chúng ta mua. Còn nếu mà đang nắm giữ thì nếu đây là cũng một cái vùng hỗ trợ của Đạm Cà Mau rồi nha, Đạm Cà Mau rồi, nếu mà đây có hồi lên thì chúng ta canh bán cũng được, nếu mà chúng ta bị kẹp hàng nếu mà mua ở trên vùng này canh hồi lên chúng ta bán đã nha. Còn nếu mà nó điều chỉnh tiếp về đây thì có thể chúng ta chọn cái giải pháp là chúng ta lướt cũng được nha, tức là mua trung bình, vì ở đây là cũng là một cái hỗ trợ này.
Đấy, đây là cái hỗ trợ này. Đấy, về quanh giá 8 thì chúng ta mua trung bình và lên hồi phục lại thì chúng ta lướt cái hàng đã mua bắt đáy thì cũng được nha. Đấy, bắt đáy cũng được. Thì đối với đó là giải pháp thôi. Giải pháp cho chúng ta nhìn chung thì chúng ta cổ phiếu này thì nó là đáng chú ý, nhưng mà chúng ta chưa gọi là chúng ta tham gia mạnh được nha, chúng ta chú ý thôi. Có thể chúng ta gom một ít rồi chúng ta để đó đi mà chúng ta cho mục đích đầu tư. Còn nếu mà chúng ta đánh mà cho một cái theo thuần về kỹ thuật thì chúng ta hiện tại chưa có điểm mua. Đây, em chưa thấy có điểm mua đâu. T4 T4 thì mã này cái thanh khoản lại khá là thấp nha, khá là thấp thì cũng khó mà phân tích. Nhìn chung thì T4 thì cái vùng này thì theo em thì đấy, theo em thì sau cái những cái phiên tăng nóng như thế này đấy, thanh khoản nó đi vào rất lớn này, thì cái vùng này bắt đầu cái đó có những cái lượng kẹp hàng ở đây, thì nếu mà hồi lên thì chúng ta nên canh chúng ta thoát thôi nha. Rồi, hồi lên chúng ta thoát thôi. Mã này thì nó cũng không có gì đặc sắc cả, không có gì đặc sắc. Đấy. Cái thằng penny nữa nha. Penny. Nói chung là hồi lên tầm vùng 3.5 13 để 3.5 3.6 gì đó thì theo em là nên bán được rồi. MBG thì để xem cả những cái penny như thế nào. MBG thì đấy, thì con này thì không chơi được. Mã này thì không chơi được. Mã này thì hiện tại là không chơi được nha, toàn là hàng kẹp thôi, hàng kẹp thôi. Đấy, chúng ta thấy rơi như thế này, đấy, rơi như thế này. Rơi như thế này và có những cái phiên những cái thanh khoản vào lớn mà nó không đấy. Vì bán là thanh khoản là lớn đấy. Thì hiện tại là chưa tham gia được nha, chưa tham gia được vì cái lượng hàng hàng kẹp ở đây cũng rất là lớn nha. Hàng kẹp nó cũng thấy nó chỉ có rơi thôi đúng không, chỉ rơi thôi. Nè, bao giờ có tín hiệu mà vào lại được thì chúng ta hãy tham gia, còn hiện tại thì chúng ta cứ 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 tránh mã này đã nha. Em thấy cái lượng hàng kẹp của mã này nó rất là lớn đó. Nó rơi như thế này mà. Thì sóng penny thì cũng qua đoạn rồi, nó cũng qua rồi đúng không, nó thấy đoạn rồi cũng qua rồi. Mà cái đoạn rồi thì cái đoạn sóng đẹp nhất của penny đấy mà chúng ta không không có ăn được thì đoạn này thì chúng ta vào làm gì nữa đúng không? Vào làm gì nữa, khó. Những cái cổ phiếu này nó đi ngược. HQC. Ok, trả lời từ trên xuống. Có chị Cẩm Quyên hỏi về có nên nắm giữ. À, nếu mọi người hỏi em thì nên hỏi về chiều mua chiều bán luôn nha, để cho em rõ, hoặc là có nên giữ tiếp hay không nha, có nên bán hay không, có nên mua hay không thì nó sẽ rõ hơn. Đấy, Vinhome thì lúc nãy em cũng có phân tích rồi, thì đây là cái vùng kháng cự của Vinhome nha. Đây là một vùng kháng cự của Vinhome này. Đấy. Rồi. Thì cái đoạn này thì đó nó cũng sát cái kháng cự quá thì đó. Thì theo em thì mã này thì chúng ta canh thoát ra, nếu mà tăng tiếp lên cái vùng này chúng ta canh thoát ra cũng được nha. Dòng tiền hiện tại thì nó vào Vinhome nó cũng yếu. Yếu so với đoạn trước đó rồi nha. Yếu so với đoạn trước đó rồi. Tất nhiên thì mã này nó chưa rơi nhiều vì cái chúng ta thấy là cái áp lực mà bán mà như đầu tư kẹp hàng phía trên nó cũng chưa lớn lắm đúng không? Chưa lớn lắm. Nhưng mà dòng tiền thì nó suy yếu thì tốt nhất thì chúng ta đoạn này thì chúng ta nó thoát đã, vì nó mức giảm của nó cũng không có nhiều so với thị trường chung nha. Đấy. Nhưng mà chờ chúng ta được giá tốt thì chúng ta thoát ra, vì đây là một cái kháng cự mạnh này. Kháng cự mạnh thì thị trường chung nó không ủng hộ thì khó mà những cổ phiếu này nó đánh vượt được kháng cự ngay lắm nha. Kháng cự ngay lắm.
có thể là nó sẽ neo ở đây, đây neo tích lũy ở đây, và sau đó là nếu thị trường chung xấu thì nó sẽ có thể là nó nhịp giảm cùng với thị trường nha, nhịp giảm cùng với thị trường đấy. Đấy, còn những cái tín hiệu khác thì nó cũng không có tích cực thì thôi, tốt nhất là chúng ta, theo em thì có hàng thì chúng ta mình bán ở vùng này. Masan, Vinhomes và Masan, ok. Masan thì gãy rất là rõ rồi nha, gãy rất là rõ. Đấy. Gãy rất là rõ. Nên cái mức này và Masan thì nó yếu hơn thị trường nhiều nha. Nên là đấy, nếu mà đã kẹp hàng những cổ phiếu này đấy thì ví dụ chúng ta ở đây nếu mà hồi phục được lên vùng 58 59 là chị nên bán ra đi. Bán ra kháng cự vùng này. Đấy, hồi phục lại lên được cái vùng này thì nên bán ra. Nên bán ra. 58 59 hồi thấp theo em thì có thể là bán dần lên là được nha. Vì chúng ta cũng không biết được là cổ phiếu nó sẽ tăng lên được, nó hồi được đến đâu đúng không? Thì tốt nhất thì chúng ta cái phương pháp bán thì chúng ta nên chọn cách bán dần nha, chọn cách bán dần. Mua cũng nên mua dần mà bán dần, đừng có vào full margin một lần và hay là cắt lỗ một lần nha, vì chúng ta đôi khi chúng ta không được cái giá tốt đâu. Đấy, chúng ta mua rải ra, chúng ta mua đấy, mua dần lên đấy, hoặc là khi bán cũng bán dần lên cũng được, khi chốt lời chốt dần lên cũng được nha. Cái Masan khá yếu nha, khá yếu. Anh hỏi về Techcombank thì lúc nãy em trả lời rồi này. SBT anh cần phải hỏi về SBT thì mã này cũng không chơi được, nó gãy rồi, nó gãy cái vùng tích lũy rồi. Thì nếu có hàng thì chúng ta đấy, chúng ta cứ chờ nó hồi lên được cái vùng này thì chúng ta bán thôi. Thì đang nó đang có gọi là thị trường đang có nhịp hồi đúng không? Thì nếu nó hồi được lên đây thì tốt quá, thì cơ hội thì chúng ta bán. Những cổ phiếu này nó gãy trend rồi thì chúng ta đừng kỳ vọng nó tăng lại ngay được nha, tăng lại ngay được rất là khó. Mã này thì đấy, kẹp hàng rất là nhiều nha, lượng hàng kẹp rất là nhiều. Mình thấy là tích lũy đây, break lên xong là gãy luôn. Đấy. Thì đó là những cái đầu tư mua ở đây hay dòng net mua ở đây thì cũng lỗ hết rồi nha, lỗ hết. Nên là cái áp lực này nếu mà tăng lên như thế này thì sẽ áp lực bán ra rất là lớn nè, đúng không? Áp lực bán ra rất là lớn. Đấy. Đấy. Thì nên được cái vùng này thì tốt nhất chúng ta bán giờ. Ví dụ trên 14 rồi đấy, 14.5 này kia thì cũng nên thoát đi. Đó này. Không có nhiều cổ phiếu hiện tại chơi được rồi. HDBank. Thị trường không có cơ hội mà, không có HDBank xấu. Mà hay cái gap up đây rất lớn đúng không? Gap up rất lớn. Đấy. Thì cái này có thể là phiên nó có thể là tin tức gì đó tích cực nha. Đấy, tăng tăng lên được cái vùng đấy. Đấy, vùng vùng đỉnh cũ luôn rồi. Đấy, hiện áp lực bán ra chốt lời nha. Và khi điều chỉnh giảm xuống mà đã lấp luôn cái gap này thì cổ phiếu này nó chính thức là nó gãy nha. Nó gãy rồi. Ở đây nó chỉ đang có cái hỗ trợ đường EMA 50 thôi, thì nó sẽ dễ hồi lên thì chúng ta canh bán nha, hồi lên chúng ta canh bán. Còn cổ phiếu đã gãy nó như thế này thì không nên tham gia nữa nha, không nên tham gia nữa. Đấy, hồi lên chúng ta canh bán nha. Rồi bán dần từ những cái vùng bán dần lên. Đấy. Bán hết ở cái vùng này cũng được, vùng 26 này là có hồi lên thì bán hết, nếu hồi được đến đó. Đấy, các cổ phiếu chúng ta thấy là đều gãy hết những cái đường hỗ trợ này, EMA hỗ trợ này, đầu tiên EMA 10 này họ thủng nè, thủng tiếp EMA 20 này, đấy thì nó yếu rồi nha. Đấy, nhịp đây là chạm hỗ trợ EMA 50 này đúng không, hồi lên thôi, nhìn chung là xấu.
Anh Trần Bá Trọng hỏi VCG. VCG Quốc Cường. Mọi người nó hỏi thì nên hỏi chiều mua chiều bán giùm em nha, nó dễ phân tích thôi. VCG VCG thì hôm nay có vol vào đột biến này, vol vào đột biến này bắt đáy này. Rồi giá vẫn giảm này, có khối lượng vào đột biến này. Ấy thì VCG thì chúng ta thấy là có những cái vùng hỗ trợ là những cái gap up ở phía dưới nha, gap up phía dưới đây. Thì về dưới này thì nó có xu hướng là nó được hỗ trợ thì nó có cái lực bắt đáy thôi, bắt đáy để hồi thôi. Còn nhìn chung thì xu hướng nó là đấy, ở đây chúng ta thấy là tạo hai đỉnh rồi nha, cổ phiếu này tạo hai đỉnh này đấy, nó rơi thì nó đã xấu rồi, thì chúng ta cứ canh hồi chúng ta bán thôi, chúng ta canh hồi chúng ta bán. Đây là một cái vùng là hỗ trợ đúng không, một cái nền tích lũy này đấy, tích lũy khá là tốt đúng không? Sau đó break lên này đúng không, thủng lại thì cũng về đúng cái nền này đấy, đúng cái nền này bật lên lại nha, bật lên lại đấy. Thì nhìn chung thì nó cái này nó đang ở trong cái giá đóng cửa thì nó vẫn nằm trong cái vùng này, vùng hỗ trợ thôi nha, nhưng mà nếu nó tăng lên, nó tăng cái vùng trên này thì chúng ta cũng nên thoát ra nha, vì cổ phiếu này đánh hai đỉnh này nè, chúng ta thấy đánh hai đỉnh này, đỉnh một đỉnh hai này đấy. Đúng không? Nhìn chung là xấu nha, cổ phiếu đánh hai đỉnh là xấu rồi, tạo hai đỉnh xấu, nó hồi thì chúng ta bán ra thôi. Không có nhiều cổ phiếu đẹp, nãy giờ mọi người hỏi thì không thấy mã nào mà em thấy là nó chơi được hết. Thế thì thị trường thì nó xấu mà đúng không, còn thị trường tốt thì chúng ta xem mã nào nó cũng ổn cả. Thị trường xấu thì chúng ta thấy là nó xem mã nào nó cũng xấu thôi. DGC thì vẫn đang giữ được trend, mã này thì nói chung nắm giữ cũng ok, em thấy là vẫn cũng được nha, nhưng mà nó chúng ta lưu ý là nó tăng giá cũng khá là nhiều rồi đấy, khá là nhiều, khá là nhiều, và nó có những cái phiên nữa không, thanh khoản nó lớn này, thanh khoản vùng đỉnh này nó cao rồi đấy, thì cũng có một cái lượng tiền nó thoát ra rồi, thì thoát ra tăng như thế này, tăng cái này phải hơn 100% từ đấy rồi đấy. Thì nếu có hàng thì chúng ta chốt lời bớt đi, chốt lời bớt rồi chúng ta giữ một ít thôi nha. Giữ một ít là nó chúng ta cũng đặt bao giờ mà nó đấy, tức là nó vẫn đang nằm nằm trên những cái đường hỗ trợ EMA đúng không, nó vẫn đang nằm trên này, bao giờ nó thủng cái đường EMA này thì chúng ta thoát, thủng tức là thủng tầm vùng 39 nha, đóng cửa thủng vùng 39 thì chúng ta thoát toàn bộ ha, thoát toàn bộ đấy. Thì sau khi nó thủng thì nó sẽ khả năng nó rơi, nó sẽ mạnh hơn. Còn hiện tại nó đang vẫn cố nó giữ cái trend này nha, nhà tạo lập của mã này vẫn đang cố giữ cái trend đấy. Còn nếu ở đây đánh lên vượt, đánh lên cái đỉnh này thì đó là cái điểm điểm đẹp để mà chúng ta bán đúng không, chúng ta chốt lời thôi, đánh ngược lượt lên cái đỉnh này hoặc là vượt đỉnh này thì chúng ta xem xét nha, nhưng mà khả năng đánh vượt đỉnh lên một cái đỉnh mới sau đó rơi tiếp thì nó còn còn lớn nữa nha, nó còn cái đúng không, nó còn cái đỉnh thời đại ở đây này, vùng 44 này. Đấy, có thể đánh vượt qua cái đỉnh này mà lên cái đỉnh này thì nó kháng cự ở đây. Rồi, sau đó nó rơi. Nha. Thì khả năng kịch bản thì em nghĩ là có thể đó, có thể là đánh kiểu như vậy. Thì họ nên họ cố tình họ giữ cái trend này, đúng không? Cái trend này. Cái trường hợp SB đây. SB thì đây chưa đánh được vượt đỉnh này, nhưng mà chúng ta thấy là khả năng nếu đánh vượt lên vượt đỉnh trên này thì nó cũng cũng rơi thôi. Rồi tiếp thôi cái mã này.
có nhiều mã thì chúng ta là sâu đánh sau khi vượt đỉnh thì nó mới mới rơi, nhiều mã đánh vượt đỉnh cũ thì nó bắt đầu nó mới rơi. MBB, MBB em có trả lời rồi nè. Anh Đức Sự, anh Quang Nguyễn. MBB em có trả lời rồi. HTC. TC. TC. Ui, HVC thì xấu quá nha, xấu quá. Đấy. Đấy thì đây là một cái phiên hồi thôi. Đấy, đây nó cũng thấy là về vùng MA 50 này hồi lên này. Thấy không? HC nếu mà nó hồi lên được vùng 11 thì quá tốt mà chúng ta bán nha. Một hoặc hai kháng cự hai đường EMA này. Đúng không? Nếu hồi được lên vùng này thì theo em thì nên canh thoát. Nó rơi rơi kinh. Trước đó thì nó cũng tăng rất là mạnh, cũng có tin đồn về, chúng ta thấy là có tin đồn về Vin Group thâu tóm gì đấy. Đó. Rồi đây cũng mục đích là đánh hai đỉnh này, đúng không? Mục đích đánh hai đỉnh là đỉnh này chưa có chưa, chưa lên được đấy, chưa lên được đỉnh cũ thì rơi đấy. Mục đích thì cũng được đánh hai đỉnh này. Nhiều cổ phiếu đánh hai đỉnh sau đó rơi đó. Thậm chí là nó em nói là có trường hợp đánh đánh vượt đỉnh cũ này luôn mà sau đó mới rơi nha. Nhiều cổ phiếu đánh kiểu như vậy, có cổ phiếu thì đánh là bằng, có cổ phiếu đánh thấp hơn một tí nha. Mô hình hai đỉnh ấy, chúng ta thấy tạo hai đỉnh xong thì nó sẽ rơi. Rồi tiếp theo còn câu hỏi nào không? Em trả lời thêm vài cổ phiếu nhưng về cũng đã muộn. HQC, có ai hỏi về HQC? Hàng Quân, đây cũng penny tăng nóng, đấy. Penny tăng nóng. Thì những cổ phiếu này chúng ta thấy là nó gãy rất là mạnh nè, gom gom vùng này thì theo em thì đặc biệt cái dòng penny á thì chúng ta chỉ nên đánh ở cái sóng sóng lên thôi, tức là không nên bắt đáy, không nên đánh bắt đáy nha, không nên đánh bắt đáy, chỉ nên đánh hay sóng lên thì chúng ta theo được ở đâu thì chúng ta theo thôi, còn khi đã rơi rồi thì chúng ta tốt nhất chúng ta nên bỏ đối với dòng penny nha, penny vì nó rất rủi ro, rất rủi ro. Penny thì chúng ta chỉ chơi cái có những cổ phiếu AMD, Penny, đúng không? Nên đánh đánh lên thôi, đánh chiều lên thôi. Nó rơi thì chúng ta đừng, tốt nhất đừng dây vào nữa. Nó rơi nó gãy rồi đừng dây vào nữa. Hai này nọ, các cổ phiếu Penny đấy, đó chúng ta thấy không? Khi nó rơi thì chúng ta có bắt ở đâu thì cũng cũng chết thôi. Chúng ta gom cũng chẳng nên gom làm gì cả nha. Một năm họ sẽ làm một hai lần như vậy đó. Đó. Cứ đánh chiều lên thì chúng ta sau khi chiều xuống thì chúng ta gom ở đâu chúng ta cũng chết luôn, cũng chết thôi, đúng không? Nên chỉ theo được theo họ khi chiều lên nha, khi chiều lên và sau khi tạo đỉnh rồi, sau khi tạo đỉnh rồi thì chúng ta tốt nhất chúng ta đừng có vào nữa, vì nó chúng ta không có kiểm soát được nha. Những cổ phiếu này vì nó không có cơ bản nha, nó sẽ không có yếu tố cơ bản mà chỉ là thuần về về đội lái họ 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 đánh đấm thôi nha, họ đánh đấm thôi. Một năm thì có thể doanh nghiệp vẫn như thế, họ đánh được vài sóng, đúng không? Không thấy là những cổ phiếu của họ mà FLC, KLF, AMD gì đấy, hai gì đó, hai đấy như thế này. Đấy thì chúng ta chỉ đánh thì cái này em thấy thì ai mà vốn ít này hoặc là chúng ta nhanh nhạy chúng ta đánh thì vẫn được, đúng không? Có cơ hội kiếm tiền thì chúng ta cứ đánh thôi, nhưng mà chúng ta phải biết cái đặc điểm của những cổ phiếu này, đúng không?
đánh là chỉ đánh cái nhịp tăng chứ không đánh cái nhịp nhịp rơi, tại vì nó sẽ không như cổ phiếu cơ bản rơi xong rồi bắt đầu tích lũy lại rồi đi lên tiếp để phá đỉnh cũ luôn. Mình thường những cổ phiếu này sau khi tạo đỉnh thì chỉ có đỉnh chữ V thôi, để lên như thế nào xuống như thế đó, rồi rất lâu sau họ mới đánh lên tiếp một cái sóng mới cho chúng ta. Nên là chúng ta có vào chúng ta mua lại, thậm chí chúng ta mua được ở đáy thì có khi có chờ phải 6 tháng 1 năm sau họ mới đánh lên lại, họ chờ như khi nào chúng ta chán nản chúng ta thoát thì lúc đó may ra nó mới tăng. Đấy, chúng ta thấy một cứ mỗi sóng như thế này đấy. Đánh này rơi này bắt đầu không rơi cho bắt đầu này đi đấy. Có một cái nhịp tăng này bắt đầu cho rơi đi ngang này đúng không, cái giảm chúng ta biết bao lâu đúng không, đấy gãy xuống này gãy xuống này đúng không, đấy tích lũy biết bao lâu rồi bắt đầu đánh một sóng lên tiếp này đó. Nên là theo em thì những cổ phiếu này thì thôi chúng ta chơi một chiều lúc nó lên thôi. FRT Vinamilk 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 thì cũng gãy như thế này thì theo em thì không mua được nha, không mua được. Đấy, nó đây là cái vùng đấy, đây là cái đoạn mà Vinamilk đánh vượt vùng kháng cự này, đúng không? Vượt vùng kháng cự ở đây. Nha, mà sau đó vượt luôn thì bắt đầu mới rơi, vượt luôn bắt đầu mới rơi. Đấy thì giờ cái vùng này là cái vùng kháng cự này, đấy, quay lên thì nó thành cái vùng kháng cự của Vinamilk này. Đây. Thì tốt nhất thì chúng ta không có mua ở đoạn này nha, không mua đoạn này. Đấy chúng ta thấy là thanh khoản này, những cái phiên tăng mà những cái phiên xanh điểm mà thanh khoản nó đâu có đâu, thanh khoản đó. Những phiên giảm thì bị bán rất là mạnh này đúng không, cây giảm vậy đấy, xả hàng rất mạnh đó. Phiên xanh thì không có lực mua này, đúng không? Xanh điểm mà đâu có lực mua đâu đấy. Thì nó sẽ chung trạng thái với những cái cổ phiếu lớn khác nha. Đây phần hồi là bán thôi, hồi là bán. Còn xem xét mua thì chúng ta phải chờ thôi, phải chờ thị trường tích lũy lại rồi các cổ phiếu này tích lũy lại dòng tiền. Thì nó, những cổ phiếu này thì chúng ta thấy là dòng tiền thì nó yếu rồi nha, nó yếu rồi. Xem là FRT. Đấy, FRT này cũng tăng khá hay. Đấy. FRT bán lẻ tăng rất là tốt thì vừa rồi đúng không? 10 lên từ đáy tính ra là hơn 100% nha. Hơn 100%. Mã này thì chúng ta cũng cũng nên canh hồi bán nha. Đây, vì nó có tạo đỉnh rồi, nó đã tạo hai ở đây hai cái đỉnh này đúng không? Đỉnh thứ nhất đỉnh thứ hai ở đây này. Và đây là một cái cũng là một cái vùng kháng cự này, kháng cự mạnh này, kháng cự mạnh ở đây nha, vùng kháng cự mạnh ở đây và tạo đỉnh ở đây rồi đấy, tạo đỉnh ở đây rồi nha. Và khi nó rơi như rơi là rơi đã thủng những cái vùng hỗ trợ như thế này đấy, những vùng hỗ trợ như thế này thì chúng ta không có nên chúng ta mua nữa nha, không nên mua. Và nếu chúng ta có kẹt hàng ở vùng trên này thì chúng ta canh hồi chúng ta bán thôi, nó thủng cái hỗ trợ rồi đúng không, nó thủng hỗ trợ. Ở đây có một cái gap up này, nó lấp cái gap up này luôn rồi nha, lấp luôn cái gap up ở đây rồi đấy. Thì mã này canh hồi nhưng mà có hàng canh hồi bán, còn mua mới thì không không nên mua nha, không nên mua, canh hồi chúng ta bán. Cái mã này thì em thấy là cái cũng khá là lượng kẹp hàng ở vùng đỉnh thì cũng khá là nhiều đó nha, khá là nhiều đó. Khả năng thị trường xấu thì nó sẽ tiếp tục, nó có những cái nhịp nó rơi mạnh hơn đấy, rơi mạnh hơn. Cổ phiếu này khi rơi cũng rơi ác lắm nha, rơi cũng rơi ác, tăng cũng tăng kinh mà rơi cũng rơi đấy. Rơi sàn đấy. Thì cẩn thận cái mã này.
Đây đánh hai đỉnh này, với khối lượng phân phối này, vùng đỉnh nó lớn nha, vùng đỉnh nó lớn. Đấy. Thì chúng ta thấy là vô vùng đáy là có bao nhiêu đâu, mà ở trên đây là có một cái lượng hàng xả ra rất là lớn, thì chúng ta biết được là đây là ai là người bán ra rồi, đúng không? Ai là người bán ra, vô vùng vùng đáy là đâu có cần thu gom nhiều đâu mà lên vùng đỉnh mà xả hàng ra rất là lớn. Thì có thể là đây là một phần là chỉ một phần là để đã có những cái lệnh mua gom ở đây, còn phần lớn chủ yếu là những cái lượng còn kẹp hàng ở vùng trên này nha, kẹp hàng ở trên này thấy vùng giá cao đã bắt đầu hồi lên thì họ bán ra, tranh thủ họ bán ra thoát hàng thôi nha, thoát hàng. Nên là mã này thì đấy chúng ta cũng xem nó đánh, nó đã có hai mô hình hai đỉnh này. Tại hiện ta thấy là có một cái đỉnh hai đây, đánh vượt đỉnh đúng không, đỉnh hai cao hơn này, nó không không rõ lắm nhưng mà nó đã đóng cửa thì nó cũng dịch cao hơn đỉnh thứ nhất này đúng không, đóng cửa cao hơn đỉnh thứ nhất này đúng không, và sau đó nó mới rơi này. Đấy là trường hợp mà cổ phiếu đánh tạo hai đỉnh đó. Cổ phiếu tạo hai đỉnh, đây chúng ta xem về phân kỳ thì chúng ta thấy cũng có phân kỳ ở RSI này đúng không, phân kỳ âm này. Đấy thì kiến thức này thì các anh chị có học về hướng kỹ thuật thì cũng cũng biết thôi, cũng cũng kiến thức căn bản thôi, kiến thức căn bản. Cái vùng này em thấy là cũng kẹp khá nhiều đó, vùng đỉnh kẹp khá nhiều đó, thì tranh thủ chúng ta đó. Chúng ta thấy tranh thủ hồi chúng ta bán, tranh thủ hồi bán thôi. Mã LDG chiều bán chắc hết mã này thì em dừng ở hôm nay nha, hẹn anh chị ngày mai để chúng ta review tiếp LDG. LDG thì cũng gãy rồi nha, mã này cũng gãy, ở đây cũng đánh hai đỉnh rồi, cũng đánh hai đỉnh luôn rồi. Đấy. Thường thì nếu mà những cổ phiếu này đấy có một cái gap up lớn như thế này, đây là gap tăng trần luôn, thì khi cổ phiếu này nếu mà đánh mà khỏe đấy thì nó về tầm giá này đấy, về quanh 7 thì nó đã phải tích lũy lại và nó tăng tiếp nha. Đấy, hoặc là nó sẽ không để cái lóc cái gap này. Đấy, còn lóc gap này nó yếu rồi. À, yếu và nó chúng ta thấy là thủng luôn những cái đường EMA rồi, EMA 10, EMA 20 rồi. Đấy thì nếu có hàng mã này thì anh nên canh hồi anh bán ra. Rồi canh hồi nó lên được cái vùng này 6.6. Đấy, tầm vùng 6.6, 6.7 gì đó anh có thể anh bán ra nha. Và có thể bán một phần mà anh rải dần lên bán nha. Rồi tùy mức độ hồi phục thôi, vì cái đó là cổ phiếu thì chúng ta phải quan sát nó vận động trong phiên như thế nào. Thì đây là cũng cái vùng kháng cự thì đấy anh có thể canh bán dần từ ở đây nha. Đây là cái kháng cự của hai đường EMA này nha. Ok rồi, cũng không còn câu hỏi nào hơn đúng không, thì chúng ta hẹn anh chị ngày mai chúng ta tiếp tục nha, thì em sẽ tiếp tục review thị trường. Thì đợt này thì có cái thời gian thì em bắt đầu mới làm lại livestream để mà hỗ trợ cho các anh chị nhà đầu tư, với lại là thị trường thì em thấy nó cũng không có ổn lắm á, nên là em cũng làm để mà hỗ trợ cho các anh chị nếu mà chúng ta còn kẹp hàng, hay là chúng ta có ý định là chúng ta bán rồi chúng ta đã định tham gia lại nó sớm á, thì chúng ta cũng cũng nên lưu ý cẩn thận nha, vì em thấy nó cái mức độ rủi ro nó cũng khá là cao, chưa để mà chúng ta cần mạo hiểm đâu, chưa phải lúc chúng ta cần mạo hiểm đâu. Ok, rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Hẹn gặp anh chị ngày mai.